Ok, được rồi. Ok, thì quy tắc tại vì bây giờ ấy camera nên là em sẽ nói sơ lại một xíu nhá. Đó Em là nói quy tắc là gì? Nói lại cho em coi. đi. Ngày ngày ôm giờ ấp tháng năm à, tháng năm yêu. Đúng rồi, ngày ôm giờ ấp tháng năm yêu. Tức là ngày thì mình sẽ đi với từ on, nhỏ hơn ngày là có giờ thì mình sẽ đi với ất, tức là ấp, giờ ấp. Tháng năm là có phải là tuần, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, nó to hơn ngày thì mình sẽ dùng với từ in. Ok. Vâng, Rồi. rồi. Vậy bây giờ sẽ đến với những ví dụ. Ví dụ đầu tiên là từ ất. À, có một cái số từ đặc biệt nè. Ví dụ night là đêm đúng không? Ừ. Night là đêm. Đêm thì nhỏ hơn ngày hay là đêm thì nó nằm trong cái khoảng nào? Nhỏ hơn ngày hay là Em đi nhỏ này. đúng rồi, đêm nhỏ hơn ngày đấy nhá, thì mình sẽ phải dùng at đúng không? Vâng. Nhưng mà mình sẽ có cái trường hợp đặc biệt. Cái trường hợp đặc biệt đó là at night. At night thì là vào ban đêm là đúng rồi đúng không? Tại vì đêm nhỏ hơn ngày. Nhưng mà ví dụ như là có em có ghi đặc biệt ở đây không ta? Không ta. Example. À em có ghi đặc biệt ở dưới đây rồi. Đây. Thì at night là đúng rồi, nhưng mà với ban buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì anh hãy thường nghe nói là in the morning đúng không? Chứ không ai nói là at morning đúng không? Ừ. Đúng không? Tại vì nó là một cái từ đặc biệt đấy. Em phóng Rồi. to nó lên. In the morning. In the afternoon. Afternoon. Và in the evening là buổi tối. Còn vào ban đêm thì sẽ là at night. Nhớ nha. Rồi. Không có. Ok. Slide show. Thì mình sẽ có at night và at the weekend. At the weekend và at the week Cuối tuần à? đúng rồi, at the weekend là cuối tuần. Nhưng mà nó chỉ một cái cuối tuần cụ thể. Em Dạ. cũng không biết nói sao nữa. Đây nhá. Nếu như mà chữ weekend này nó không có s thì mình sẽ là at the weekend. Còn nếu chữ weekend mà có s thì mình sẽ nói là on weekends. Weekends. Rồi. Tức là at the weekend á, là mình để chỉ cái cuối tuần này này. Ví dụ như là hôm nay là thứ thứ bảy đúng không? Thì em nói là at the weekend là cái cuối tuần này. Ví dụ em nói là cuối tuần này em sẽ đi chơi thì em sẽ nói là I will go out for a walk at the weekend. Tức là cuối tuần này em sẽ đi chơi. Nhưng mà kiểu nếu như nói là on weekends là kiểu giống như kiểu nói một cái thói quen thường xuyên ở trong cái cuối tuần. Ví dụ cuối tuần tôi thường ngủ chẳng hạn thì em sẽ nói là I usually sleep on weekends. Được chưa? Ừ. Nhớ nhá. Được. Weekend mà có s thì mình sẽ dùng on, còn không có s thì mình sẽ dùng at. Vâng. Rồi. Animation slide show. Current slide. Ok. Thì tiếp là mình có cụm là at Christmas. Mình sẽ đọc cái này là Christmas. Chứ mình không đọc là Christmas nha. Christmas Christmas. là ngày Giáng sinh. Đúng rồi, Christmas. Chứ mình không đọc là Christmas nha. Em phóng to nó lên hơn. Christmas. Ok. Ví dụ nhé, anh đọc cho em cái này đi. The example. The star, Stars. star đất, the star, Stars. star, star. Stars. Kết thúc là chữ s mà anh còn nhớ quy tắc phát âm SES không? Em nhắc lại nhé. The anh chị Stars. ở đây. Ok, chắc tại cái tai nghe em nó nhỏ. The star, shine at Shine. night, Shine at night. shine at night. Rồi, tiếp đọc câu câu dưới cho em. I don't. I don't usually work at the
And weekend. 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 Em sẽ đọc lại cái Weekend. câu đấy nhé. Anh nhớ là phải có âm cuối nè. I don't usually work at the weekend. Được chưa? Thì ở đây có từ don't là có âm cuối nè. Work có âm cuối nè. At có âm cuối là tờ nè. Và weekend có âm cuối là đờ. Nhớ nha, Ví tiếng dụ Anh. là cái âm cuối mình không đọc, mình kiểu là I don't know là người ta sẽ nghe thấy như là thế thế nào? Thì người ta vẫn sẽ nghe thấy là I don't, nhưng mà có một số từ như từ night. Nếu như mà anh không đọc rõ, anh đọc mỗi lần night thì người ta sẽ không có hiểu là anh nói đến là nine là số 9, hay là nice là tốt đẹp, hay là night là ban đêm. Rồi. Rồi. Cái việc mà kiểu tiếng Anh không đọc âm cuối cũng không khác gì kiểu tiếng Việt không đọc dấu á. Đúng. Dạ, À, nên là yeah. mình kiểu cố gắng Anh nha. thế nó có nghĩa, thế là nó có ra từ khác không? Có Ví một dụ thế. vài từ nó sẽ ra từ khác đấy. À, ra là vậy. Như hôm trước mà em nói nhá, là ví dụ từ đây. Ví dụ anh nói là I'm fine, I'm fine. Người ta sẽ không hiểu là anh nói là I'm fine là tôi 5 tuổi, hay là I'm fine là tôi tốt, hay là I'm I'm fine. fight, I'm fight là tôi kiểu chiến đấu á, kiểu kiểu vậy. Thì nói chung là kiểu âm cuối anh chỉ cần đọc âm cuối khác thôi, cùng là âm five, nhưng mà một cái là five, một cái là fine, một cái là fight, nó khác nhau, là nghĩa nó khác nhau. Rồi, hiểu rồi. Cái chuột nó lắc lắc ra. I play with my family at Christmas. Christmas, Christmas. Christmas, Christmas. Chris, Christmas. Christmas. Chris, có âm sờ ở sau chữ y á, Chris. Christmas. Christmas. Đây, Anh thì em không nghe rõ. em không nghe rõ thật, thôi nhá. Christmas, okay. I stay with my family at Christmas or Easter. Easter là anh sang bên đó anh sẽ nghe thấy nhiều về từ Easter, là cái ngày lễ mà người ta sẽ vẽ lên quả trứng á. Với biểu tượng của nó là con thỏ, Nào. là ngày lễ phục sinh á. Ừ. Ngày lễ phục sinh là kiểu ngày Chúa tái sinh lại ấy anh. Tiếp, Ừ. mình có at the same time là cùng lúc. At the same time, cái từ same này nè, same, nó nghĩa là giống, giống với cái gì đó. Nào. Anh giống với cái gì đó. Ví dụ he is at the same age with me. Ví dụ nhé, em có ví dụ ở đây. F10. Sao nó cứ sao ta? Ví dụ em có là his house is the same to my house. Căn nhà của anh ấy thì giống với lại căn nhà của tôi. Được chưa? Hay là anh ấy bằng tuổi tôi thì mình sẽ nói là he is at the same age with me. Được chưa? Anh ta thì có tuổi giống tôi, cái từ same này có nghĩa là giống nè. Được chưa? Nào. Same là giống. Thì at the same time là tại cùng một cái thời gian giống nhau, tức là tại cùng một lúc á. Thì có phải là ngày ôm giờ ấp tháng năm yêu đúng không? Thì à lộn. À đúng rồi, ngày ôm giờ ấp Đấy, giờ đấy, sao? time là giờ mà đúng không? Nên là mình sẽ dùng với at Ừ. là đúng rồi. Thì ví dụ như em sẽ nói là we finished the test at the same time, tức là chúng tôi hoàn thành cái bài test này làm sao? À, đúng thời gian. Không, at the same time dịch là gì? Xem than là giống Giống cái gì? Same là giống, còn at the same time là gì? Anh thử dịch đi. thời gian giống Đúng không rồi, đúng rồi, thời gian giống nhau nghĩa là cùng một lúc á. phải Cùng một lúc tức là cùng một thời gian á. Thì thế. câu này sẽ dịch là chúng tôi đã hoàn thành cái bài test cùng lúc với nhau, được chưa? Còn ghi lại cho em cái từ này. Mình có từ at present. Đây.
Em sẽ có từ ghi lại và cái này ghi lại nha. At the present, at present, bằng với at this time, bằng at the moment, nghĩa là bằng với từ now, nó bằng với từ now nghĩa là ngay bây giờ. Anh ghi vào nhé, ngay bây giờ. Cái này nó sẽ rất là quan trọng, tại vì mấy hôm nữa, khoảng tầm 2-3 hôm nữa em sẽ dạy anh về cái thì hiện tại tiếp diễn. Cái thì này cũng là một thì rất là quan trọng nha, nên là phải ghi vào. Rồi là Mấy từ. ất là tại à, Đúng rồi, at là tại, là ở. mô mình là nào là ngay bây giờ. Mình có từ present. Cái từ present này nè thì nó có hai nghĩa. Đây. Đây, nó có hai nghĩa. Present, anh có biết là gì không? Present. Quà. Đúng rồi, là món quà. Nó sẽ bằng với từ gift. Gift. Gift Nhất cũng là là món quà. Rồi anh ghi vào nhé. quà. Thỉnh thoảng có từ mới thì ghi vào. Gift bằng với lại present. Present nghĩa là món quà, được chưa? Rồi, ha. Ok. Còn moment là khoảnh khắc. Moment là khoảnh khắc. Thì khi mà anh muốn ai đợi anh đó, ví dụ anh muốn nói là đợi tôi trong tiếng Anh á, thì nó sẽ có một số cái này sau. Để em viết nó vào. Công thức nói đợi tôi trong tiếng Anh nè. Chỗ này nó đây, ví dụ đợi tôi thì em sẽ có thể viết là wait for me. Wait for me là wait là chờ đợi, wait for me là chờ đợi tôi. Hoặc anh có thể nói là wait wait a minute. Minute là gì? Phút à, Đúng rồi, wait a minute là chờ một phút. tôi chờ Hoặc một là phút. wait a second là gì? Cái tuần không biết Second là giây. Ví dụ em nói là à. there are 60 seconds in. Đợi em lấy cái lót chuột kia. Ok, thì em rồi, anh ơi nhìn được chưa? Rồi anh nhìn Ok, thì em sẽ nói là anh ghi xong ba cái này chưa? rồi. Rồi xong. Ghi xong rồi nhá. Thì em sẽ nói là there are 60 seconds in a minute. Tức là sao? Có 60 Giây. trong một. Trong 1 phút. Đúng rồi. Thì nó sẽ bằng với câu là a minute, một phút có 60 giờ, à 60 giây, has 60 seconds. Rồi ghi lại cho em nhá. Seconds. Ghi lại hai cái này cho em nha. À, anh học hỏi về how many với lại how much chưa? Chưa, cái đấy thôi chả anh mặc cũng có gì đấy. Rồi, thế để lát nữa em sẽ dạy. Anh ghi xong chưa? Anh ừ. Nhớ ghi nhá, cuối giờ.
cuối giờ anh chụp lại cho em mấy cái mấy hôm trước, từ hôm trước đến nay anh ghi được cái gì vào vở rồi nhá. Ghi vở anh toàn kiểu học thuộc với cả học ấy thôi, học về bên từ vựng thôi, ghi vào trong sổ ấy, mấy từ mà mình không biết mình ghi vào trong sổ, là học từ vựng ấy, như kiểu là hai kinh là quên nhà, hai kinh là đi bộ leo núi lên núi, Ok. cai in là trượt tuyết. Ừ. Tiếp xong Nào, và một số những cái lưu ý nữa. Ví dụ em có từ in the morning là vào buổi sáng đúng không? In the afternoon là vào buổi chiều đúng không? In the evening là rồi. vào buổi tối đúng không? Ừ. Đúng không? Ừ, Rồi. nhưng nếu như mà em muốn nói là vào sáng chủ nhật hay là vào sáng thứ ba, vào sáng thứ tư, nếu như mà có một cái thứ nào đấy ở trước cái từ morning, từ từ anh có nhìn rõ cái chữ không? Cho to lên chứ. À. Ok, thế thì em Một phút bằng đây thì bình thường là có in the morning or in the mornings, in vào the buổi sáng. afternoon hay là in the Dạ, evening. một tối. Rồi. Thì nếu như mà muốn nói là vào sáng thứ ba thì mình sẽ không dùng in Tuesday morning, mà là anh nhìn ạ, Tuesday nó là một ngày đúng không? Rồi. Mà là ngày on, tức là ngày đi với on đúng không? Rồi. Thì mình sẽ phải xài thành on Tuesday morning, on Saturday morning, hay là on Sunday afternoon, hay là on Monday evening. Tuesday là thứ mấy? À, chiều đây là thứ năm. Thứ ba. Thứ ba, ừ. Saturday là thứ mấy? Bảy. Monday. Monday là thứ hai. Đúng rồi. Đây nhá, em viết lại nhá là à, anh viết xong cái này đi đã. Viết xong hai cái này cho em đã. Xong rồi em. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ có ví dụ là, ví dụ anh đọc cho em ví dụ đi. Ví dụ không? Ừ, anh đọc ví dụ trên bảng đi. I have a meeting at 9 a.m. Đúng rồi. Thì có phải 9 a.m. là giờ đúng không? Ngày ôm giờ ấp, giờ ất đúng không? Rồi. Rồi, tiếp nhé. The shop closed at midnight. Midnight là giữa đêm đúng không? Giữa đêm nó nhỏ hơn ngày đúng không? Rồi đây. Ừ. Giữa đêm Rồi. nhỏ hơn ngày thì mình sẽ phải dùng at. Tiếp nào. Jane went home at lunch time. Lunch time là gì? Buổi trưa. Không, lunch time là gì? Lunch là bữa gì? Buổi trưa. Đúng rồi. Bữa sáng là gì? Breakfast. Breakfast, Breakfast. Bữa breakfast, bữa tối là gì? dinner. Dinner. Ok. Thì lunch time là thời gian ăn trưa. Rồi. Rồi, dinner time là thời gian ăn tối, còn breakfast time là thời gian ăn sáng, được chưa? Thì cái thời Rồi. gian ăn đấy nó nhỏ hơn một ngày đúng không? Ừ. Đúng không? Thì mình sẽ dùng at. Tiếp nào.
In England, it often snows in December. Snow là gì? Slow là chậm mà. Không, slow mới là chậm nhá. Đây. À. Đây, em có từ slow. Slow là con ốc sên nè, rùa nè, anh thấy chưa? Nó là slow nhá. Đấy nên là nếu mà anh ngọng á là anh sẽ bị bị lộn cái từ này. Đây là Rồi. snow. Snow là gì? Là tuyết á. Thấy chưa? Rồi. Snow là tuyết, còn slow là chậm. Nên là phải đọc rõ nha. Okay. Ghi hai từ đó vào đi. Rồi. Slow là chậm. Đối lập với chậm là gì? Nhanh. Nhanh là từ gì trong tiếng Anh? Flat. Fast. Fast. Fast là nhanh á, thấy chưa? Dạ. Dạ. Rồi anh ghi xong hết ba từ snow, slow và fast chưa? Dạ. Ok. Đúng rồi, máy rồi chưa? Rồi, vậy cái câu 4 dịch là gì? Trong tiếng Anh Ở nước à, Anh, trong England. ở nước Anh Ừ. Thường. nó thường có tuyết Ừ. trong December là tháng mấy? đi không bài không biết phải không biết. December là tháng 12. Để em sẽ liệt kê sơ qua lại nhá. Nào. Chống không? Nào, đầu tiên mình có cho em lên cỡ 24. January. January. Anh nhìn rõ chữ trên này không đấy? Có. Nếu nhỏ phải bảo em cho to lên nhá. Được chưa ta? Được chưa anh? January là Rồi. tháng tháng 1 đúng không? Tháng Dạ. 2 là gì? February. February là tháng 2. Tiếp. Tháng 3 là gì? Anh có nhớ tháng nào Không nhớ tháng nào. không? Ok, March. March là tháng 3. Tiếp, April. April là tháng 4. Tháng 4 là lời nói dối của em á. Được chưa? May. May dễ nhất nè. May là tháng 5 nè. Được Dạ. chưa? June là tháng 6. Tiếp nha. June là tháng 6. Yeah. Sao gọi cái này ra? Sao cái này đi kiểu gì ta? Tháng 6 nè. Tiếp nha. Là mình có tháng tháng 7. Tháng 7 là July. July là tháng 7. August. August là tháng 8. September. September là tháng 9. Tháng 10 sẽ là November. À, tháng 10 là October chứ. Quên. Chuyên gia lộn hai tháng này. October là tháng 10. Tháng 11 sẽ là November. Tháng 11 và December là tháng 12. Rồi anh ghi vào nhá. Xong rồi em ơi. Ủa
xong ok, thế đọc lại nhá. Đầu tiên là anh đọc cho em nhá. January. Jan nè. Cái gì cơ? Jan Yeah. nu ơ ri. Giờ Jan January. January, đúng rồi. January. Tiếp fe February. bru February. ơ ri. February February. ơ ri. Rồi. Rồi, nhớ đọc lại nhá. Jan nè. Nu nè. Ơ. January. Rồi, để em viết cái này cho dễ nhìn đi. Jan nè. Nu nè. Thấy chưa? Sorry. Chữ A thì đọc là ơ đúng không? Ri đúng Vâng. không? January là tháng 1. Tiếp Fe nè. Bru nè. Ơ nè. Ri, Sorry. được chưa? February là tháng 2. Tiếp tháng 3 sẽ là March. 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 Đúng rồi, tháng 4 là April. 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 Rồi, tháng 5 là May. May. Tháng 6 là June. June. Tháng 7 là July. July. Tháng 8 là August. August. August sờ tờ. Anh nhìn thấy chữ sờ tờ cuối August. câu August. 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 không? August. August. Ok. Tiếp nhá. September. September. Là tháng 9. Tiếp October là tháng 10. October. Rồi tiếp October. No No nè. Vem nè. November. Đúng rồi. Tiếp và đây là December. November. Rồi. Ok, đọc lại nhé. Nào đọc cho em tháng 9 là gì? September. Rồi, tháng 5. May. Tháng 12. December. Tháng 11. November. Tháng 7. July. Tháng 8. August. 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 Rồi, tháng 3. March. Đúng rồi, tháng 4. April. 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 Rồi, tháng 5. May. Tháng 7. July. Tháng 10. October. October. October, đúng rồi, tháng 1. January. Rồi, rồi tháng 3. March. Tháng 4. April. Rồi tháng 2. February. Rồi, bây giờ em sẽ trộn tất cả các tháng lại nhé. Trộn lại. Ok. Tiếp có tháng February là tháng mấy? Tháng 2. Rồi, good. September tháng mấy? September tháng 9. Rồi, good. December. December tháng 12. Rồi, January. Tháng nào? January là tháng nào mà có Happy New Year? Happy Tháng 12. New Không em ạ. Happy New Year tháng 2 à? Happy New Year là tháng 1 mà trời, ai ai Tháng ai chúc nhau? 1. Thì anh đã tính em. Ok, tiếp nhé. June. Anh nói thật bây giờ là không nhớ đâu, bây giờ anh đang nhìn khách đấy. Trời. Không nhớ thật mà, Ok. đã học được cái gì đâu mà nhớ. Ok. Từ từ. Thế December là tháng 12 nhá. Thì Rồi anh September là thật tháng là 9. February là tháng 2. Ơi. Ôi trời ơi. À,
Thôi được rồi, biết mấy tháng như này là cũng được rồi. Là để học lại là học. Học lại là February xong. tháng 9 nè, February là tháng 2 nè, June tháng 6, July là tháng 7. Hỏi tiếp nha. March là tháng mấy? Ma chuyển là tháng 3 Rồi, April. April, April là tháng 10. Tháng 4, ok. October. Tháng 10. Đúng rồi, October, tháng 10. Tiếp, May. Tháng mấy? May là tháng 5. Rồi, tháng 5. Ok. Tiếp, July là tháng mấy? July là tháng 7. Rồi, November tháng mấy? Tháng 11. Rồi, November tháng 11. Thế là em thử xóa anh nhé. Anh thử nhìn vào trong vở anh thôi để em xóa vậy bớt đi. Nhìn vào trong vở anh đừng có nhìn em đang xóa cái gì nhá. Nào, anh nhìn ra trên này. Xoay show. Ok, đầu tiên February là tháng mấy? Tháng 12. Sai rồi. Là Tháng tháng 2. 2 rồi. Bây giờ thử cố gắng nhé, cố gắng nhớ nhé. Ok, tháng 9 là gì nhỉ? Anh sao anh không nhớ? Anh cứ đoán đại đi, anh cứ đoán đại đi. September là gì? Alo. September Từ là sách từ. thông Ok, thế December tháng mấy? hả? December. Tháng 12. Rồi, January không được nhìn vợ nha. January đoán thử tháng January mấy? à? January là tháng 7. Là tháng 1. Tiếp, tháng 6 là gì? Tháng 6. Chịu rồi. June. Không, Tháng 7 là July. Tháng 3 là gì nhỉ? không nhớ thật. Không March. nhớ. Ok, thế thế học nhá, hôm sau kiểm tra nhá. Để vào học xong rồi em kiểm tra không? Là mới ghi xong làm sao mà nó chui được vào trong đầu rồi. Thì ra là vậy. Không, ngày ngày xưa bọn em toàn kiểu kiểm tra như vậy luôn á. Nên Không, kiểm tra như thế làm sao mà nhanh ok. được như vậy. Tiếp rồi, ok. Vậy thì câu 5 đọc cho em nào. You think we will go to Jupiter in the future? Rồi, future là gì? Xe máy hả? Tôi chờ Future là tương lai, ghi vào. sao lại không chờ thân mang Đây, ghi vào cho em ba từ này nhé. Đầu tiên là từ từ past là quá khứ. Thì ví dụ như trong quá khứ thì sẽ là in the past. Tại vì có phải là ngày ôm giờ ấp tháng năm yêu đúng không? Giờ là on mà quá khứ nó là bao gồm rất là nhiều ngày đúng không? Tức là nó to hơn cả ngày thì mình phải dùng in đúng không nào? em. Đúng chưa? Tiếp present. Present là hiện tại. Hiện tại thì em có ở trong hiện tại thì sẽ là gì? Đọc cho em đi, nhớ không? Cái gì cơ? Ở trong Hiện hiện tại tại. ấy. Ừ, ở trong hiện tại thì là gì? Ở trong hiện tại là ý là như là Ý là ở trong quá khứ thì là in the past, còn ở hiện tại thì là gì? In on hay là at present? hiện tại là đất. Đúng rồi, ghê giỏi ta. As present là trong hiện tại. Nó sẽ bằng với gì nhỉ? At this time.
hoặc là at the moment bằng với từ now đúng không nào? Rồi, tiếp future là tương lai, thì có trong tương lai thì sẽ là in the future. Rồi ghi vào cho em nhá. À, to quá. Xong rồi em ơi. Ok. Thế có phải là câu này là bạn có nghĩ do you think we will will là gì? Nó sẽ Sẽ chúng ta sẽ đi tới Jupiter. Jupiter là sao? Sao sao thủy hay sao hỏa ta? Có nhiều từ mà kiểu em không không có học nên là kiểu từ Jupiter em biết. nào khó quá. Jupiter. Cái Con gì này làm mấy con đây nè, đây là hình ảnh của Jupiter nè, nhưng mà em cũng chả quan tâm, kiểu em không có bao giờ quan tâm đến thiên văn, em cũng chả biết Jupiter nó là sao gì nữa. mình có cần cái mấy cái này đâu mà À, từ từ, nhưng mà em vẫn muốn thắc mắc Jupiter là sao gì. Jupiter xong mộc hay sao? Đúng rồi, sao mộc. Jupiter sao? Rồi tiếp, there should be a lot of progress in the next century. Progress. lên phải nhiều cái gì đó. Lên phải nhiều, nên có nhiều, Đúng nên rồi, có nhiều. nên nên có nhiều những cái progress là cái sự tiến bộ. In the next century. Next là gì? Next là kế tiếp. Kế tiếp. Thì câu này dịch là nên có nhiều những cái sự tiến bộ trong cái century kế tiếp. Century là cái gì? Thế kỷ. Ok. One century. Nào mình sẽ viết tiếp với cái câu đó. Để em viết ở đây. Vừa Từ nãy thế kỷ chả mình có lần vừa nãy có phải là mình có là ví dụ như là there there are 60 seconds in a gì? Có 60 giây trong một cái gì? trong một phút như lưu Đúng rồi, in a minute. Thì nó sẽ bằng với lại 1 phút có 60 giây. A minute has 60 seconds. mai Được chưa? tôi cần Nhớ là second phải thêm S nhá, tại vì giây ở đây là 60 giây lận, tức là có rất là nhiều giây đúng không? Còn phút ở đây thì nó chỉ có 1 phút nên là minute, mình không thêm S, nhớ chưa nào? ok. Thì bây giờ em muốn nói là có 100 năm trong một thế kỷ thì sẽ nói sao nhỉ? Ra There are anh 100 là gì? là 100. Another Từ từ nhá. trong một Từ từ. 100. Đây, để em viết ra đây luôn. 100 là trăm. Thì mình rồi trăm. Thì có phải là mình sẽ có 100 là gì? One 100 là 100 được chưa? rồi 200 là 200. 300 hai được chưa? rồi Tiếp. rồi Em có 1000 là 1000. Thousand. Cái này học với cũng quan trọng tại vì mấy hôm nữa anh ấy thì anh sẽ phải hỏi giá của một cái gì đó. đúng Thousand không? là nghìn. Thấy chưa? Ví dụ one Đó. thousand là 1000 đúng không? $1.000 đấy. Đúng rồi, Yeah. one Đô thousand là dollar, 1000 đô la. Two thousand. Two thousand. Thì mình sẽ phải thêm gì vào? Thêm S vào đúng không? mét. Đúng rồi. Mà cái gì nhỉ? Chu làm sao thêm mét nhỉ? Số nhiều à? Vâng, danh từ số nhiều thì mình phải thêm S chứ.
Mình sẽ thêm S Ờ. và ES đối với những cái nào? Nói lại cho em nào. Danh từ Ừ. làm sao và động từ làm sao thì mình vẫn sẽ phải thêm S. Động từ thì nói chung là Động. động từ mà có ông kính sửa xe Không. SH Không, từ từ nhá. Đây nha, em nói lại ấy. nha. Là mình sẽ thêm S, thêm thêm S và ES đối với lại động từ bị chia Đọc cái cuối đi. Vâng. và danh từ số nhiều. Động Vâng. từ sẽ bị chia khi nào? Động từ bị chia khi trước nó chủ ngữ là he, she, it và danh từ số ít, được chưa? Vâng. Cứ mỗi lần anh sai cái gì thì anh phải ghi luôn lại vào vở cái đấy để mà kiểu nhớ, chứ không cái sai xong mình kiểu chỉ nhìn thì anh nhớ được cái lúc này nhưng về sau thì anh sẽ không nhớ đâu nha. Danh từ số ít thì nói chung là anh biết là cái đấy rồi, nhưng mà kiểu là mỗi một cái từ là nó có danh từ là cái gì, kiểu đại loại là như thế, danh từ là chỉ cái gì đấy, danh từ là chỉ là sự vật sự việc đấy à, Dạ đúng rồi, con danh người từ là sự vật sự việc con người, còn động từ là gì? Chỉ hoạt động. Thấy chưa? là Không, vâng. anh cứ ghi cái này vào cho em đi. Kiểu cứ mỗi lần sai mình phải ghi lại để cho nhớ chứ. Kiểu đừng có chủ quan á. Nào, anh ghi xong chưa? Đây. Đây. Tiếp nào. Thì đây. Thì có phải là nếu như mà em nói là 200, 200 thì lúc này có phải là 2 là số nhiều đúng không? Thì 100, Đúng không? 200 mà thì 2 là số nhiều thì cái từ trăm mình cũng phải thêm S vào, được chưa nào? Vâng. Rồi, 1000 thì 2000 hay là 3000? 3000. 3000 thì là 3000, mình cũng phải thêm S vào. Vâng. À, có bài này hay lắm nè. Anh hôm trước anh có nghe bài Animal em gửi không? Anh nghe qua. À. Ý là mình nên chăm nghe nhạc tiếng Anh xíu thì kiểu cái ấy nghe của mình nó sẽ tốt hơn á. Là Đây. cái lượng của Ừ. thế bây giờ là mình nên nghe nhạc hay là xem phim hay là gì nhỉ, Nói cả chung là hai mình nên tiếp xúc với tiếng Anh càng nhiều càng tốt. à, Nên tiếp xúc. Đúng rồi, để để mình mình quen nó dần á. khó Đúng rồi. ừ. Để mình quen dần. Thế nên là em mới gửi anh nhạc tiếng Anh nhá, không phải là để Thế chơi có đâu. cần hiểu không, có cần hiểu không? Kiểu anh hiểu thì anh càng tốt chứ. Ví dụ em, nếu em để ý nhá thì em gửi cho anh toàn những cái bản nó có Việt sub đúng không? Nó có cả tiếng Anh và cả tiếng Việt, nếu như mà anh ấy thì anh có thể kiểu nhìn vào cái bản đấy. Đây. Nhưng mà anh thấy nó dịch là bài hát nó theo cái kiểu là nó cứ Đúng. theo một cái gọi là cái ý khác đấy, Đúng. không nó Nó ý không. là như thế, Ừ, kiểu miên nhưng mà man. đúng rồi, nó sẽ dịch kiểu làm cho, nó sẽ dịch cho mình kiểu nó gọi là hoa mỹ hơn á. Nhưng mà Ừ. kiểu kiểu hai cái cách mà luyện nghe thụ động tốt nhất á là kiểu xem phim với lại nghe nhạc còn gì nữa. Với lại có một số trang nghe listening thì kiểu nó chán lắm, em cũng không có hay nghe lắm. Kiểu khi nào anh nhớ nghe bài này hay lắm. Như cả anh thích cái bài Until You Until You hả? mà. Anh À, đợt trước em cũng nghe bài này rồi. Bài này lâu lắm rồi đó. ừ. Năm rồi. À, đâu rồi ta? Được chưa? 3000 là 3000. Tiếp nè. Em có từ Hunter, Hunters, trăm nè. Tiếp em có từ triệu là million.
Million là triệu. Ví dụ 1 triệu đồng thì em sẽ nói là 1 million 1 triệu đồng Việt Nam. Yên đi. Việt Nam đồng, thấy chưa? 1.000 án 100.000 đồng thì sẽ là sao? 100. 100.000 á. Ừ, đọc đi. 100.000 là what are 100 100. million. Úi dồi, 100 triệu đồng, em đang nói 100.000 đồng mà. 100.000. 1 triệu million là 1 triệu à? Ừ. Là 100 Việt Nam đồng. Một 100 đồng mà, quan 100.000 đồng mà, nghìn là từ nào? nghìn là thousand. Đúng rồi, thì mình phải nói là 100. Thousand. Đúng rồi, 100. Thousand Việt Nam đồng, thấy chưa? Việt Nam đồng. Rồi nhá, tiếp tỷ nè. Tỷ là billion. Billion là tỷ, thấy chưa? Anh cho là anh cầm tiền Ừ. tỷ nha. Đấy. Ví dụ còn mình có triệu phú là millionaire. Millionaire là triệu Bây phú. giờ em dạy anh cách biến thốn. Millionaire có chương trình là Who is Millionaire, ai là triệu phú ấy. Đây nè. Who is Millionaire? Chương trình này là chương trình của Mỹ, xong về sau kiểu nó mới du nhập về Việt Nam ấy. Việt Nam mua bản quyền. Who is the Millionaire? À, để triệu phú. Thì tương tự như vậy, mình có tỷ phú sẽ là Billionaire. Billionaire. Được chưa? Ghi vào nha, ghi từ mới vào. Anh hỏi thì làm thế nào em ghét được, em đọc được một câu vàng nó không gấp vậy. Thì em đọc nhiều thôi, giống như kiểu trẻ con ấy, trẻ con lúc mà nó mới học từ mới thì nó nói chuyện nó sẽ bị vấp, nhưng mà mình nói chuyện nhiều thì mình không vấp, thì căn bản là kiểu mình phải kiểu luyện nói luôn mồm luôn á. Kiểu anh biết không, kiểu ngày xưa kiểu em ở quê á, thì kiểu em đâu có ai để luyện nói cùng đâu, đúng không? Thì á, kiểu cách đơn giản nhất đó là kiểu một ngày ấy, cái lúc mà em đi đi học về á, thì nhà em thì từ cấp 1 đến cấp 2 đến cấp 3 lúc nào cũng học xa trường hết á. Kiểu em thích học xa trường, xong rồi đi tập huấn hay là xa trường, xong cái đi về, trên đường đi về thì em cứ kiểu nói chuyện một mình bằng tiếng Anh ấy. Xong rồi em sẽ kể về một ngày của em bằng tiếng Anh, xong rồi đôi lúc em sẽ đứng trước gương em tự nói chuyện, kiểu ví dụ như hôm nào buồn thì em sẽ tự cổ vũ em bằng tiếng Anh. Nói chung là em vận dụng hết những cái gì có thể, xong dần dần ấy, nó sẽ kiểu mình sẽ quen dần ấy. Chứ không thể nào mà có một cái phương pháp nào đấy mà bảo là 1 2 ngày mà bảo là nói không vấp được thì chịu. Thế ví dụ bây giờ là trong khoảng tầm 3 tháng là nếu mà học liên tục như này thì nếu mà anh cũng gọi là cũng thuộc dạng chăm đấy thì nó, mình có nói chuyện được bình thường kiểu là một kiểu là cơ bản á, kiểu đại loại là như thế. Nói chuyện cơ bản thì cái mà em đang dạy anh này nè là ngữ pháp và từ vựng, nó không liên quan gì đến cái chuyện là anh có nói tiếng Anh trôi chảy hay không. Cái chuyện nói tiếng Anh trôi chảy hay không nó là kiểu kiểu tức là sao nhỉ, để mà nói trôi chảy thì sao, mình phải có đủ từ vựng, đúng không? Đúng không? Ví dụ mình muốn nói một câu là tôi cảm thấy rất vui khi được gặp anh, thì có phải là thì I feel gì? I feel happy Ừ, sao nữa? khi được gặp anh là khi là gì? Để, cái không cái lúc đấy mình sẽ phải dịch là I feel very happy to meet you, được chưa? Thì căn bản đầu tiên là gì, mình phải học để mà có đủ từ vựng, tức là mình phải có học được khoảng tầm 1.000 đến 2.000 từ vựng cơ bản.
Sau đó thì mình sẽ ghép vào với những ngữ pháp. Ngữ pháp là những Em cái em đang dạy anh này dịch cái từ này ra cho nhỉ? Là em ghi hẳn cái từ đấy ra cho nhỉ? Đấy, xem là cái cấu trúc. feel very happy À, rất to vui. meet you. To là để được các bạn. Chứ mình sẽ không dùng từ when ở đây. Tại sao lại không dùng từ when mà phải dùng từ to? Thì đấy là lý do tại sao mình phải học ngữ pháp. Còn học từ vựng thì tất nhiên rồi. Đúng không? Tu là để Để. gặp, biết là gặp Gặp. To là anh bạn. rồi. Rồi ok. Thì đấy, thì muốn trôi chảy đầu tiên á, là mình phải học ngữ pháp trước, học từ vựng, à học từ vựng trước, rồi sau đó mình áp dụng cái ngữ pháp vào, xong rồi mình luyện tập nói hàng ngày, luyện tập Nhưng nói mà hàng cái ngày. ngữ pháp đấy đôi khi là mình trước khi mình nói một câu gì mình phải gọi là mình phải đánh ra chứ, kiểu mình nghĩ luôn trong đầu là cái từ đấy đã bắt đầu nó sắp xếp như nào, mình đọc luôn một từ đấy Thì có phải là câu. nó giống như kiểu là bây giờ nhá, anh học 2 cộng 6, 2 cộng 6 có phải là ngày xưa cái lúc mà anh học lớp 1 ấy, lúc mà anh đọc cái 2 cộng 6 bằng mấy thì có phải anh phải đếm bàn tay rồi anh phải đếm bằng que tính đúng không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ nhá, đến lên lớp 2, 2 cộng 6 bằng mấy anh nói cái rẹt bằng 8 đúng không? Đúng chưa nào? Thế bây giờ nhá, em có câu xong đến lớp 2 thì bà cô lại cho là 3 nhân 4 bằng mấy thì bắt đầu mình lại kiểu à 3 nhân 4 bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6, 3 nhân 3 bằng 9, 3 nhân 4 12. Có phải anh cũng có thói quen mỗi khi bà cô hỏi như vậy là anh sẽ đọc lại từ đầu đúng không? Đúng không? Nhưng mà đến năm lớp 5, đến năm anh học lớp 5, khi mà bà cô hỏi 3 nhân 4 bằng bao nhiêu thì anh có còn đọc lại cái bảng cấu trương như vậy nữa không? Không đúng không? Thì Không. tương tự như vậy, tiếng Anh cũng như vậy và anh học bất kỳ một cái gì cũng như vậy. Anh phải học nhiều, anh phải luyện tập nhiều thì nó sẽ tự thành cái phản xạ giống như kiểu là 3 nhân 4 mình đọc phát luôn bằng 12 chứ mình không có phải đọc lại cái bảng cấu trương nữa thì tiếng Anh nó cũng như vậy. Nên là kiểu mình phải chăm nói, em đang nói là anh nhá, anh phải chăm nói, chăm nghe. Chứ còn viết viết với lại đọc hiểu tiếng Anh nó chỉ là một phần thôi tại vì sau này là anh dùng tiếng Anh để giao tiếp. Nên là kiểu anh phải chăm nói và kiểu kiểu giả sử không có ai nói như hôm trước á, là em bảo là một là anh sẽ tìm bạn, hai là anh sẽ dạy lại cho ai đó đúng không? Nhưng giả sử mình không có điều kiện nói với bạn hay là mình không biết dạy cho ai đó thì mình nói một mình. Đấy, mình nói một mình. Vừa tự nói vừa trả lời ấy. Vâng, tự nói tự trả lời như kiểu tự kỷ ấy. Sao đâu? Xong cái anh mới Sao thiệt, em hồi xưa cũng vậy mà. không sao à. Đôi lúc nhá kiểu ăn cơm á, xong kiểu bố mẹ em chửi em, xong em cứ lầm bầm xem em nói lại bằng tiếng Anh một mình á. Kiểu thì đấy thì kiểu lắm lúc mọi người cứ kiểu kiểu lầm bầm con tự kỷ xong là hoặc là ví dụ như là em cho anh một cái bài khoảng tầm chắc phải tầm 1 tháng nữa thì anh mới đủ trình độ để học đến cái mức độ đấy thì em sẽ cho anh một bài, ví dụ em bảo là bài tập hôm nay anh hãy miêu tả về con chó đi thì anh sẽ kiểu tự viết ra những cái ý chính là miêu tả con chó, anh sẽ miêu tả những cái gì về con chó, sau đó anh sẽ nói. Anh sẽ nói sau đó anh ghi âm lại, sau anh tự nghe cái bản ghi âm đó và tự rút ra lỗi sai. Thì cái đấy nó phải đạt một cái level. Để mà được như vậy á, thì anh phải học được một số từ vựng nhất định chứ không phải là kiểu mình chưa học đầy đủ những cái này mà mình đòi là nói lưu loát thì rất là khó luôn á. Thì ý anh bảo là trong tầm 3 tháng thì mình cứ cố học từ vựng, nếu mà trong cái khoảng mà khoảng tầm bao nhiêu từ vựng là mình có thể là giao tiếp được cơ bản, khoảng tầm bao nhiêu từ vựng cơ bản đấy. Khoảng tầm 2.000 đến 3.000 nhá. Bay. Bao nhiêu? Có thế thế mình học đi. Đây nè, 3.000 từ. Như Ba kiểu nghìn từ, nhưng mà mình biết từ nào là từ cơ bản, từ nào là từ không cơ bản. thì bây giờ những cái từ nào mà mình trong tiếng Việt của mình cảm thấy những cái chủ đề nào mà mình sử dụng nó hàng ngày nhất. Ví dụ như anh có hay nói về chủ đề thiên thiên văn học hay là nói về chủ đề Đúng. hóa học thực phẩm không? Thì những cái từ Đúng. đấy nó sẽ là những cái từ dành cho những người như em học. Để em đi học, em đi thi Olympic thì em sẽ học những cái đấy để em thi thôi. Chứ còn những cái gì Dạ. cơ bản là em đang dạy anh đấy. Chính những cái này là những cái À, cơ bản nè. mình học tiếp đi.
Ok, thì cái câu này anh đọc nguyên cái câu này cho em đi. Do you work on Đúng rồi, Monday là ngày đúng không? Ngày ôm giờ ấp đúng không? Tiếp nhỉ. Her birthday is on 20 November. Đây là ngày 20 tháng mấy đây? Mở vở lại. November. 21. Đúng rồi. Ngày sinh nhật của cô ấy là ngày 20 tháng 11. Thì 20 tháng 11 chính là một ngày đúng không? Tiếp. Where will you be on New Year's Day? Câu này dịch ra sao? Câu 9. Bạn sẽ on Bạn sẽ ở trên đâu vào? bạn sẽ ở đâu vào năm mới? Đúng rồi, vào ngày năm mới, được chưa? Vâng. Rồi. Rồi, bây giờ câu này anh điền in on hay là up? Ngày ngày đêm mong nhớ. On. Đúng rồi, ngày ôm, see you later on Monday, nghĩa là gì? Thấy bạn sau sau ngày thứ hai. Rồi. Trời, anh dịch nghe ngay như cua ấy. Biết là dịch anh dịch Ok. đúng nhưng mà kiểu mình phải dịch làm sao cho nó mượt mà xíu. Có đấy phải hẹn gặp bạn sau vào thứ hai đúng không? See you later. Ok, chúng ta si là nhìn cái gì nữa? Bạn nhìn sau ngày thứ hai gì nữa? Giống giống như kiểu là ngày xưa có cái từ mà có cái từ sao nhỉ, you break my heart á, you break my heart, em nghe bài nghe bài hát you break my heart thì có phải là người ta dịch là em làm tan nát trái tim anh, còn có lúc em dịch là mày đập vỡ quả tim của tao. Đấy, nó vẫn giống đúng không, nhưng mà kiểu tại vì tùy người dịch, có người dịch nghe thô ơi là thô, có người dịch Mới thì rất là đầu mượt thì mà. mới đầu mình thấy thế thì đọc Ừ, đúng rồi. thế. Thì bây giờ mình có see you later on Monday, được chưa? Thế bây giờ em với anh đi, thì mình sẽ hẹn gặp nhau vào thứ mấy nhỉ? Thứ hai, Rồi, thì anh sẽ đọc sao? see you Gì nữa? later on Rồi. Thế thứ hai, giả sử thứ hai lúc mà mình học xong rồi, xong em say bye bye xong, anh sẽ nói là see you later gì nữa? Monday. Thường là anh sẽ nói là see Nhưng bây giờ em thích anh dùng cấu trúc see you later xong cộng với you on cộng với lại cái thứ mà mình sẽ gặp nhau tiếp theo, thì anh sẽ nói sao? Giả sử thứ hai đi, anh sẽ nói là see you gì? again. See you later này. Gì nữa? Là bản sao on thứ năm là thứ đây à? Đúng rồi. Thế bây giờ thứ năm học xong xong em với anh lại nói là see you gì? See you later on Saturday. Rồi, giỏi quá ta. Tiếp nha. I drink milk in the morning. Cái câu này em đã điền đáp Tôi án luôn à. rồi. Rồi. Kiểu đôi lúc kiểu em ngồi em soạn đề thôi em cứ kiểu lỡ. Rồi ok. Thì kiểu I drink milk in the morning. Morning, có in the morning, in the afternoon, in the evening. Nhưng mà cái gì night? Là In night hay là on night hay at night? ít like đi. Đúng rồi, ok. Midnight là nửa đêm, thế on midnight, at midnight hay là in midnight? Ít like đi. Rồi. Ốp ta. Rồi, giỏi của ta. Tiếp nha. The planes leave. Leave là rời đi. Câu này dịch là cái chuyến bay sẽ rời đi vào lúc 9 giờ. Vậy câu này đúng rồi, at giờ up. Tiếp, they have lunch chấm chấm midday. Have a lunch à? Yeah, they Đây have à? lunch. Đây on à? Sao lại on? Đây là ngày là gì nữa à? Đây là ngày nhưng mà midday là gì? Ừ, Giữa giữa ngày là buổi trưa đó. ất Đúng rồi. ất Vâng. à? Tiếp nha. Thế tuần này She is tired. Chấm chấm present. Tired là gì?
Mệt à? Ừ, cô ấy mệt. Giống in on her present. Cô ấy mệt là dùng impair gì? At present, hiện tại mà. Hiện tại nó chỉ là một cái khoảnh khắc đúng không? Một cái khoảnh khắc nó không thể nào to bằng một cái ngày đúng không nào? Đúng không? Rồi, ok. Rồi, Là dùng at at present tiếp. present. My friend. Bạn bè thường. Lấy. Lấy, give là đưa cho chứ lấy gì? Đưa. Đưa cho tôi. Parent. Parent là gì nhỉ? Tôi đưa phải nói là gì nhỉ? Present bằng với gift là gì? Parent bằng cái gì cơ? Gift. Good á, hay good Gift. cái gì? Gift, GIFT. À, chưa. Gift là À, quà, được ít chưa? là quà, 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 Đúng. rồi, ok. In. Là trong ngày sinh nhật tôi ấy. Ngày sinh nhật. Ngày thì là dùng on in hay at? Ngày, ngày thì dùng ít. Ôi giời ơi. À quên thì giờ à, đây là ngày ngày sinh nhật của tôi đúng không? Ừ. Ngày là Rồi. on Tiếp nhé. My grandfather was born chấm chấm 19th century. Câu này điền sao? In on hay at? in Đúng rồi. Ông của tôi thì được sinh ra ở thế kỷ 19 được chưa? 19th à. century. Thế quỷ nào mình phải in đi. Vâng, tại nó lớn hơn ngày mà. Tiếp. Câu này anh đọc hết cả Cô câu đi. he often visit her family summer Summer là mùa gì? summer hả Summer là gì? summer Summer là gì? mùa hè Rồi, không Winter là mùa gì? winter cái mùa anh không biết Ở nha. đâu. Thế này ghi ghi luôn vào. Từ từ nhé. Đây. Đầu tiên anh ghi trên từ spring. Spring là mùa gì đây? Mùa gì? Mùa xuân mà. À mùa hè. Mùa xuân, trời ơi, hoa đào lù lù mà ông nội. Thì nó có nhiều mùa xuân. Mùa xuân, spring anh ghi vào nhá. Còn spring roll là cái chả nem á nha. Còn cái từ spring, ghi lại cho em, spring vừa có nghĩa là mùa xuân, spring còn có nghĩa là lò xo nhá. Ví dụ spring Hai in, nhá. dạ đúng rồi, spring in motor motorbike đi. À. Thì đây nè, đây là cái spring nè. Đây gọi là cái thuộc. À, cái giảm xóc á, dạ. Được chưa? Spring vừa là cái lò xo vừa là cái giảm xóc nhá. Và nó vừa còn là mùa xuân nữa, được chưa? Ghi cho em nghĩa vào. Tiếp nè. À, mùa hè là summer. Rồi tiếp mùa thu là mình có hai từ là từ fall là mùa thu, được chưa? Fall là mùa thu. Rồi. Fall, fall down. Fall down còn là ngã xuống. Cái từ này cũng hay dùng nè, fall down là ngã xuống. Rồi. Ghi vào nhá, không phải là rồi là xong rồi nhá. Đi xong rồi. Sao ghi nhanh á, chắc chữ xấu lắm ấy gì. Winter Winter. Winter. Winter là là mùa đông. Winter là đông. Yeah, có snow. Snow là gì? Cái gì cơ? Snow là gì? Tuyết. Rồi, thì mình có snowman là gì? Tuyết rơi à? Snowman đâu Ông mà. già tuyết. À Ừ. quên người tuyết. Ông già tuyết. Ok, mời tuyết. Rồi anh ghi vào cho em nhá. Nào ok. Ok. Hello mình.
Sao tiếp như nào? Rồi tiếp nha. Câu 9 đọc cho em đi. The way get Get. together là cùng nhau à? Không, ghi cho em vào. Get together là sum họp. Together, cái từ bản thân cái từ together này nè. Đây, để em viết sang đây. Chúng ta Chúng thường tôi luôn luôn à chúng tôi thường get together. Together là kiểu sum họp á, kiểu tụ họp lại á. Together là cùng nhau. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì we often get together in Tết holiday đúng không? Đúng không? We often get together in Tết đúng không? Còn ở châu Âu thì ngày Giáng sinh nó là một ngày rất là quan trọng nên người ta cũng sẽ sum vầy vào ngày Giáng sinh. Thì em có từ có một cái từ anh cần phải ghi đó là từ together là cùng nhau. Ví dụ tôi và anh ấy đi bộ cùng nhau. He and I walk to together. Nào. He and I walk together nó bằng với gì nữa? Bản thân cái từ walk là nó bằng gì? Walk bằng go gì? quá đi bộ go quá đi bộ Trời ơi, làm gì có câu walk. Walk đã là đi bộ rồi. Bằng go on foot, nhớ không? rồi Đúng chưa? Thì thay vì nó là he and I walk together thì mình có thể viết là he and I go on foot together, được chưa? rồi Nghĩa là cùng nhau. Vậy cái câu 9 này dịch sao? Chúng tôi luôn luôn sum họp lại vào dịp Giáng sinh. Thì câu này chọn cái gì? In on hay at? vào Ừ, vào Giáng sinh. và Giáng sinh Dùng in vào on hay Giáng là sinh vào ngày Giáng sinh at? Vào Giáng sinh. On Chris, on on hả? Sai nha. Ủa cái gì vậy? Đây đây, như nào? in Ví dụ đây đây. At Christmas or at Easter. Đây là những cái từ đặc biệt á. Không phải em tự dưng em ghi lên đây đâu, nhưng mà kiểu không biết anh có ghi vào vợ không á. Được chưa? Rồi. At Christmas. Rồi. Được chưa? Rồi. Còn tầm mấy slide nữa mình nghỉ xíu đi. Nghỉ 5 phút đi rồi nay mình học. Nay mình vào lúc 40 đúng không? Bây giờ học thì nó mình dạy về cái gì nữa? Mình sẽ còn dùng in on us về cái địa điểm nữa. Đây chỉ là thời gian thôi, mình còn phải học về địa điểm nữa. Thế học về địa điểm đi. Từ từ, em nghỉ 5 phút đấy, không là em sẽ bị kiểu rối rối á. Đi về đi. Kiểu nay mình bắt đầu học lúc 3 giờ 40 đúng không? Thì cộng với 5 phút nghỉ tay la thì nay mình sẽ nghỉ lúc 5 giờ 45 nhé. Làm nhỉ. Nghỉ xíu nha.
ai bị dẫn đầu xu thế thẻ. Em xếp như này có mà chết. Xin ơi, hình như có người ngoài cửa hay sao. À, tê chân quá. Quay lại bài nào. Yeah.
Bây giờ mình sẽ áp dụng với in on us và vào trong with place với lại địa điểm nha. Ok. Ơ nhưng mà cái slide này nhìn cute ha. Kiểu em kiếm nó Cô được trên mạng xong em về em viết bài dạng ở đây á. Nghe. à. Rồi, ok. Thì bây giờ vừa nãy mình để ý về thời gian rồi đúng không? Ngày ôm giờ ấp tháng Dạ. năm yêu đúng không? Bây giờ mình sẽ để ý đến địa điểm. Thì anh nhìn này, địa điểm on á nó sẽ nằm trên một cái đường. Được chưa? Rồi. Một cái đường là dùng on. Lớn hơn một cái đường thì mình sẽ dùng in. Ví dụ như là ở Quảng Linh. khu phố của tôi, ừ đúng rồi, ở Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh thì có rất là nhiều cái đường, bao gồm rất là nhiều cái đường đúng không? Thì mình sẽ dùng Rồi. in. Nhưng mà giả sử đường đường gì, anh đang sống ở đường gì? Đường quốc lộ 18. À, đường quốc lộ 18 thì nó sẽ là on đúng không? Nhưng trên cái quốc lộ 18 nó có rất là nhiều nhà đúng không? Thì mình sẽ phải nhỏ hơn nữa, đó là nhà, số nhà thì mình sẽ dùng ất, được chưa nào? Rồi. Đây nè, ất sẽ đi với lại ví dụ 734 Oxford Street là số 734 đường Oxford, hay là The Store là cái cửa hàng, thì có phải cái cửa hàng nó nằm trên cái đường, nó nhỏ hơn cái đường đúng không? Rồi. Rồi, còn nhắc đến cái đường ví dụ Oxford Street hay là quốc lộ 18 Street hay cái gì đó, The Corner Street cái gì đó, hay Avenue là đại lộ nè, Street là cái đường, còn Avenue là đại lộ, thì mình sẽ dùng với on. Và lớn hơn cái đường thì mình sẽ tất cả mình sẽ dùng với in. Ví dụ Chinatown là khu phố người Hoa, dùng in nè. London là thành phố London, dùng in nè. England là nước Anh, cũng dùng in nè. Được chưa? Ghi qua nó cho em nha. Ghi qua để làm bài tập đó, chứ không lát nữa làm bài tập lại không nhớ cái gì. Ghi sơ sơ nó vào. Con đi đi đâu rồi trời? Dành Thì kết thúc bài em cho anh bài tập về mấy cái vấn đề này nhé. quá chứ. Meo. Ai? Hử? Hử? Nào tiếp đi. Rồi, tiếp nha. Nào. Vâng. Ghi cho em những cái từ mới vào. Country là biết rồi đúng không? Anh Trinh. Vâng. Country vừa là đất nước vừa là nông thôn nhá. City là Rồi. thành phố đúng không? Neighborhood là khu dân cư. Rồi. Neighborhood, ghi cho em từ này vào. Đây. Neighborhood là khu dân cư, được chưa? Đây nè, khu dân cư nè. Rồi. Khu dân cư thì em có từ neighbor. Neighbor là ai đây? Neighbor À, bạn à? neighbor Hàng là xóm. đúng rồi, hàng xóm, ghi vào nha. Neighbor, hàng xóm. Neighbor. Ừ. Neighbor, hàng Được. xóm. Neighborhood là khu dân cư. Ngồi yên. Rồi sao? Thầy tiếp nha. Avenue là đại lộ, anh ghi chưa? Avenue. Chưa. Avenue, đại lộ. Rồi. Ăn đồ báo không mấy cái con này. Avenue, đại lộ, được chưa nào? Rồi. Address là địa chỉ, anh ghi chưa? Address là địa chỉ. Address là địa chỉ. Rồi. Ok. Ví dụ ai đó hỏi địa chỉ nhà anh ở đâu? Ví dụ, what is your address? Đây, phóng to nó lên. What is your address? Địa chỉ của bạn là gì? Thì mình có thể trả lời bằng hai cách, đó là
I live at. Giả sử em sống ở 38/17. Võ Văn Ngân Street. Street. Thủ Đức. Linh Triệu Ward. Ward. Thủ Đức District. Hồ Chí Minh City. Đó. Thì em, cách đầu tiên em có thể nói là tôi sống ở số nhà 38/17 Võ Văn Ngân Street, Linh Triệu Ward và Thủ Đức City, Thủ Đức District và Hồ Chí Minh City, được chưa? Đây là cách thứ nhất, I live. Cách thứ hai em có thể nói là my address is, địa chỉ của tôi là. Hai cách này đều được nha. Được chưa? Ghi vào nhá. Cái này anh học chưa? Cái gì cơ? Cái hỏi địa chỉ này anh học chưa? Hỏi địa chỉ anh chỉ học qua là ở đường với cả ấy, đường với cả phố. Ừ. Đường trong cả thành phố với cả đường nào. Ok. Còn địa chỉ hẳn hoi thì chưa? Đây thì kiểu... Ok. Học qua cái này đi đã rồi, lát em dạy sau. Thì đấy, nhớ nhá, on là cái đường, nhỏ hơn cái đường thì mình sẽ dùng at, còn lớn hơn cái đường mình sẽ dùng in. Thì và có một cái này nữa, anh cũng phải ghi vào này. Đầu tiên, at cho mình biết được là cái gì đó được đặt chính xác tại một vị trí cụ thể. Nhớ nha, vị trí chính xác. Ví dụ, she is waiting at the entrance. Cô ấy đang đợi ở cái cửa ra vào. Entrance là cái cửa ra vào. Thì tức là cái bà này bà đang đứng ở ngay cái cửa ra vào luôn á, được chưa? Hoặc là he is sitting on his chair at his desk. Anh ấy đang ngồi trên cái ghế tại cái bàn làm việc của anh ấy. Thì cái vị trí chính xác là chính cái bàn làm việc của anh ấy, thì anh ấy đang ngồi. Hoặc là cô này đang đứng chờ ở chính xác cái cổng ra vào, được chưa? Hoặc là I work at the bank là tôi làm việc tại một cái ngân hàng. Rồi, được chưa? Rồi ghi lại cho em đi. Đầu tiên, at sẽ được dùng với lại một vị trí cụ thể chính xác. Đi với vị trí cụ thể phải chính xác. Rồi. Ví dụ, ghi cả ba ví dụ vào. She is waiting at the entrance. Cô ấy đang đợi ở cửa ra vào. She is waiting at the entrance. Cô ấy đang đợi ở cửa ra vào. Câu thứ hai là he is sitting on his chair at his desk. Anh ấy đang ngồi trên cái ghế ở bàn làm việc. Chưa nào? Tiếp là I work at a bank. Tôi làm việc tại một ngân hàng. I work at a bank. Okay. Anh đọc lại cho em ba câu này đi. She was she working waiting. She waiting at the entrance. He's sitting on his desk. He is sitting on his chair at his desk. He's sitting on his chair, a chair. On his chair, at his desk. At his desk. Desk. Desk là cái bàn chưa? Tiếp. I work at a bank. Tôi. I work at a bank. Tôi làm việc ở tại một ngân hàng. Trạm ngân hàng. Tại một ngân hàng. Cái tai nghe này nó bị ra sao á, kiểu. Kiểu cái tai nghe kia thì kiểu nó lố quá, nó nhấp nháy đau hết cả mắt. Kiểu em có một cái, kiểu em thích mèo nên là kiểu mấy cái đồ của em nó đều liên quan đến mèo. Như kiểu là cái nón bảo hiểm cũng sẽ là màu hồng có tai mèo, xong cái tai nghe của em cũng màu hồng với tai mèo. Nói chung là cặp đã linh tinh. Thích,
thích Mà không ghét được. à. Ok. Tiếp nha, giới từ in mình sẽ dùng trong một không gian kín, nhớ là trong không gian kín nhá, trong không Như gian tổ kín. căn phòng. Ừ. Và tức là ở bên trong một cái gì đó, ví dụ nhá, in a box là một cái trong một cái hộp đúng không, in a room trong một căn phòng, hay là in a country trong một quốc gia, được chưa? Trong người em thì sao? Thì in Body in my body, được chưa? này. Trong cơ thể, ví dụ là trong cơ thể của tôi có rất nhiều tế bào, there are many cells in my body, chứ không thể là up Ok. my body được, được chưa? Tại vì nó ở trong mà. Và giờ anh ghi xong bảo em nhé. Canxi là trong một quốc gia. Dạ, in a country, trong một quốc gia. Sao Rồi, tiếp nha. Tiếp. Sự khác biệt giữa hai câu này là gì? She is in the library và she is at the library. Tức là she is at the library là gì? Cô ấy đang ở thư viện. Tức là cái bà này, bà ấy có thể là đang đứng ở trước cửa thư viện đúng không? Thì vẫn có rồi. là cô ấy ở thư viện, nhưng mà she is in the library tức là cô ấy đang ở trong cái thư viện, tức là kiểu bà này, bà ấy đang vào trong cái thư viện rồi ấy. Hiểu không nào? Rồi. Nói chung là hai câu này thỉnh thoảng mình sẽ có thể tráo đổi vị trí cho nhau, nhưng mà tráo tráo đổi cái mình có thể dùng in hay dùng up đều được. Ví dụ em nói là she is at the library hay là she is in the library thì căn bản là nghĩa nó cũng hơi giống giống nhau á. Một cái là ở trong. Cứ nhớ vậy nhá. Nhưng Rồi. mà đặc biệt là đối với cái địa chỉ cụ thể là mình phải dùng gì? Up hay dùng on hay dùng in? Rồi, trên một cái đường mình dùng gì? Đường á. Ừ. Đường on Rồi, là to hơn cái đường thì mình sẽ dùng. in Rồi. học cái nhà nhập In đúng không? In on mà. on in rồi À, ví dụ trong khu phố của tôi thì sẽ là in, tại vì trong khu phố sẽ có nhiều cái đường đúng không? Rồi, cứ tiếp. nhớ là in ở trong. On thì sẽ dùng cho cái kiểu là nằm trên một cái bề mặt nào đó. Nằm trên một cái gì gì đó, ví dụ on the table. Trên cái bàn, ví dụ there is a pen on the table, tức là cái ghế, à lộn, cái bút này nó đang nằm trên cái mặt bàn, trên cái bề mặt của cái bàn, được chưa nào? Bề mặt phẳng là smooth. Smooth Smooth. smooth the Smooth. face, yeah. Được chưa? Nào, on the table, trên cái mặt bàn. Tiếp này, on the floor, trên sàn nhà. On the chair, trên ghế. Ví dụ, he sits on the chair. Anh ta ngồi trên cái ghế, được chưa? He sit on the chair. Xong rồi. Ok, thì đây sẽ là bài tập nha. Em lưu nó đâu ta? Thôi. Phần địa điểm và thời gian. Rồi. Cái này nó hơi khó với anh nhỉ. Mà thôi, làm bài này đi, chắc cũng không khó lắm đâu. Rồi.
Cái bài này là mình sẽ tìm. Đây. Cái này. À, cái bài báo trước anh làm chưa? Chưa. Yêu ơi, kinh thế mà. Úi giời, em cho anh nhiều bài vào. À, có thời gian mình học từ mới, thời gian học được à, mất đi làm đấy. Ông đang mua cho người yêu ông xoài nghe đã rồi. Bỏ mấy cái tình này. Nào, cái câu 1 anh điền cái nào? Câu 1 điền nào? Nhìn anh nhìn rõ chữ không? Có em thì không một làm việc lên là phần chấn đâu. Đấy nha, giả sử nha, cái câu này Columbus Có một em made thì his first voyage from Europe to America in, thì người ta sẽ nói là in 1942 này năm là năm nè. là ta nói đi. Năm. Năm thì mình sẽ dùng in đúng không? Cái câu này là gì? Voyage, voyage là cái chuyến thám hiểm bằng biển đó. Voyage. Columbus made his first voyage from Europe to America in 1492. Tức là Columbus đã hành trình có một cái hành trình đi biển đầu tiên từ châu Âu đến châu Mỹ vào năm 1942. Đây là câu ví dụ em đã xài cái 1942 này, à 1492, và 1492 nó là năm nên mình sẽ phải dùng in đúng không? Rồi câu này bỏ. Tiếp. Câu 2. If the sky is clear. Clear là gì? Không, clean mới là dọn dẹp. Đây, clean là dọn dẹp. Được chưa? Còn clear là gì? Anh dầu gội clear nó sẽ làm sao? Cho gọi bạn là có thể Không, clear là gì? đấy là cho gọi đấy Clear tức là mát kiểu làm à. sạch á, sạch sẽ, trời quang. Thì kiểu ấy là cái trời á, thì mình sẽ có hai trạng thái để miêu tả cái bầu trời. Đầu tiên là ví dụ the sky is cloudy là bầu trời làm sao? Bầu trời làm sao đây? Quang Trời ơi, mây mù đúng rồi, nó mây mù quá trời luôn nè. Cloud là mây đúng không? Cloud là mây đúng không? Là mây á. Thì cloudy là cái trời mà nó có rất rất là nhiều mây á. Đây nè, anh nhìn thấy hình ảnh không? ok. Ừ. Thì đối lập với nó thì có the sky is clear. Thì đối lập với nó là bầu trời làm sao? Kiểu đó là sao đây? Kiểu Quang đã. nó quang với nó không có mây á. Nó Rồi. clear này nó sẽ đối lập với lại từ cloudy, được chưa? Clear thứ hai còn nghĩa là rõ ràng. Có hai nghĩa nhá. Clear ghi vào nhá. Ghi vào đây cho em clear. Nghĩa là quang đãng. Quang đãng nó sẽ đối lập với lại cloudy. Là mây mù, nhiều mây, được chưa? Cloudy. Và clear còn có nghĩa là rõ ràng. Ghi vào cho em nha. Rồi. Xong Em vẫn đang thắc mắc là kiểu chữ anh nó như thế nào mà kiểu anh có thể ghi nhanh như vậy. Nhắc. rồi. Thì lúc em đọc là anh đã ghi rồi đấy. Hả? Chả bố chứ em, trời ơi, chứ em xấu xấu như ma luôn Thế mới giỏi. á. Ok, vậy if the sky is clear, you can see the star chấm chấm chấm. Nếu bầu trời quang đãng, bạn có thể nhìn thấy những ngôi sao. Chọn cái nào?
Ngôi sao. Ngôi sao vào thứ bảy đúng không? Nghe hợp lý Ngôi sao thứ bảy nhá. không? Không hợp lý đúng Sao không? Ngôi lý sao vào vào hiện tại có đúng không? sao 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 một mình mà Không, không được. Phải là ngôi sao vào à sao ban này đêm. này 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 Night, đúng rồi. Night thì dùng in night, at night hay on night? Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Ok. At night. quả Giỏi, ghê. bất Ngủ thường cái gì không không? Thường chào bắt tay. không có tay gì á nghe hơi buồn Ok, tiếp nha. Câu 3. After working hard, work hard là gì? Làm việc sao? tham gì Đúng rồi. Hard nó còn, anh ghi cho em nghĩa nhá. Hard nó vừa là chăm chỉ vừa là vất vả. đã chăm chỉ còn rất giả đùa Nó có hai nghĩa ảo ma thật đấy. Được chưa? Sau sau khi làm việc vất vả, during the day, sau một ngày làm việc vất vả. I like to relax. Tôi muốn được relax là gì? Giải trí, thư giãn. Thư giãn gì nữa? Thư giãn, anh xài từ, anh nghĩ câu nào hợp lý? Nice, xài đồ này em ấy đỏ nha. Ok, no sometime. Some at the same time. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi muốn relax. Vào thời gian, vào cùng thời gian đó hả? Sai. À, sát tôi đây. Sau một ngày làm việc vất vả thì mình sẽ relax vào đâu? Mình sẽ thư giãn vào đâu? Thư giãn ấy. Thư giãn là một cái gì đấy Thư giãn vào buổi à, tối, đúng không? Một ngày làm à, việc vất vả thì người ta phải thư giãn vào buổi tối chứ. ừ. In the evening hay on the evening hay là at the evening? In on hay at? Ra đi in In, on in the evening. ngày in Biết sao? Tại vì evening, morning với afternoon là đặc biệt. Mình phải xài in chứ mình không xài at. Vừa nãy có cái bảng những cái từ nào đặc biệt em ghi lại mà, anh có ghi không? à có Đấy, nhớ đúng không? ừ. Ví dụ at night là đúng, nhưng mà in the morning hay là in the afternoon hay là in the evening thì nó lại đặc biệt. Nó xài từ in, được chưa? Ok. Rồi, tiếp nhé. Ok. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Câu đấy dịch là gì? Hiểu thôi, có ăn yeah. Câu đấy anh dịch sao? Neil Armstrong là tên của cái ông đấy thôi. What the fuck? Fuck. First là Mà gì? thứ First là đầu tiên. đầu tiên đàn ông à cái gì nhỉ? Man là người đàn ông à? Tu bước đi bộ trên trên mon 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 là gì ạ Moon là gì? Ban ngày thì có sun, còn ban đêm thì có moon. à Đúng rồi. Câu đấy đến sao? trăng Câu đấy anh dịch ra, dịch cả câu xem nào. là như là đầu tiên đàn ông đi bộ trên trên cung trăng à Nghe ảo diệu vậy á. Cái câu đã chưa dịch là Neil Armstrong là người đàn ông đầu tiên đi bộ trên mặt trăng, được chưa? á trên Rồi. cung trăng à Cái câu này anh sẽ chọn cái nào? Loại những cái màu đỏ đi, còn những cái nào anh điền thử cái nào đúng. Anh có biết ông này, ông ấy đi bộ trên mặt trăng vào ngày bao nhiêu? 21 Đúng rồi, 21 tháng 7 năm 1969, được chưa? Sẽ giải à in on hay đó là at? in Úi dồi ôi, ngày mà.
Ngày á, Đó. à tháng, ngày tháng là on, à vẫn ngày tháng là in, Ngày là gì? Ngày ôm. ngày giờ ôm, à ngày ôm, ngày ôm Không, tháng bởi vì năm, có ngày đúng không? Có ngày thì mình sẽ à phải xài gì? On đúng không? on. Đấy, vào ngày 21 tháng 7 năm 1969 là ông ném ly bia Ok. lên, được chưa? Rồi tiếp. It's Đó. difficult. Difficult là gì? Từ đi cái cô là khó. Rồi, thế còn khác là gì? Ừ. Khác là gì? Khác Ừ. á. À, khác là outer. Khác là different. Different. Đúng không? Có biết không? Anh có biết không? Different. Different. Biết. Different from. Nghĩa là khác với. Ví dụ như là quả táo, ví dụ quả táo thì khác với quả chuối thì mình sẽ nói là the apple is, từ từ, chữ nhỏ quá. The apple is different from the banana. Được chưa? Quả táo khác với quả chuối à? Rồi, khác với. Bây giờ em muốn nói là cô ấy thì khác với Lan. Nói sao? Thì à khi Thì biết chưa rồi phải có gì? thì Đúng rồi, nhớ về to be nè. Phải có be nhá. đó Be anh nhớ thôi. different. Cô ấy thì khác với Lan. She is Rồi. different With from. from với Nhưng mà trong tiếng em chỉ là dịch thế thôi, chứ còn trong tiếng Anh là different from. from From Lan, được chưa? Cô ấy khác với from Lan, được chưa? Tiếp, em có cấu trúc giống với thì sẽ là be similar. Similar to là giống với. Ví dụ em muốn nói là nhà của bạn thì giống với nhà của tôi. Your house, trời ơi, is similar to my house. Nhà của bạn thì giống với nhà của tôi. Thế em muốn nói câu là anh ta thì giống, rất là giống với John. Is similar, similar to John, được chưa? không from John này. Không, different thì mới đi với from, còn similar thì nó sẽ đi với to. Ghi cho em hai cấu Ok. trúc này nhá. Đây là hai ví dụ của nó đấy. Ghi vào, mai em, buổi sau em sẽ kiểm tra hai cấu trúc này đấy. Ok. Anh chụp màn hình mà. Hay phải ghi mà. Anh nhớ phải ghi vào nhá. Anh đang chụp đây. Chán quá. Sai quá. Hay chán thì kiểu dậy xong anh thôi, em cũng kiểu kiểu đi nhảy dây xíu xong rồi cái em chắc cũng về đọc sách xíu xong rồi chơi game, thế là hết ngày. Thì cuộc sống là nó luôn luôn là thế mà. Nếu mà anh thật có quá tiền thì ngày nào cũng vui à. Thật. Em thấy kiểu kiểu em không biết đó, nhưng mà kiểu em cảm thấy kiểu có tiền nó cũng chả vui lắm. Đấy là em không biết cách tiêu thôi. Đúng rồi, kiểu em không có nhiều thứ để vui chơi lắm, với lại kiểu em cũng không có nhiều bạn để chơi ấy. Thế bây giờ là em, nếu mà anh không nhầm là em chơi với tàng con trai đúng không? Đúng rồi, thì em chơi với tám con trai đúng không, thì kiểu chúng nó
khi kiểu chơi gọi là kiểu giống như kiểu là lên lớp mình học chung, mình làm chung đồ án, làm chung robot thì kiểu bắt buộc phải giao tiếp với nhau thôi. Cái đấy gọi là chơi thì kiểu xã giao á. Chứ còn Thế thân thì là làm sao mà thân được, tại vì kiểu tụi nó cũng sẽ có người yêu xong rồi kiểu tự dưng chơi với con gái mà thân với con gái trong khi có người yêu nó kỳ lắm luôn á. thế con em thì sao? Nên là em chả chơi với ai hết. Kiểu Con gọi em là thì sao? xã giao thôi ấy. Em có chưa? Em có chưa? Tất nhiên là chua rồi. Một người cũng dễ thương, giỏi giang như em chưa có. Không, thực ra là kiểu ý là cũng có nhiều người kiểu thích em á, kiểu có nhiều người lắm luôn á, nhưng mà kiểu em sao nhỉ, kiểu kiểu cảm thấy nó cứ cảm thấy sao sao ấy, kiểu em không biết nữa. Có gì cứ tâm sự ra để anh giải đáp vấn đề. Không, em không biết thật. Nói chung là kiểu kiểu cái đợt năm nhất á, kiểu lúc đấy kiểu lúc trước cái em học chuyên Anh ấy, xong cái lớp em toàn con gái, thì cái lúc năm nhất em vào đây em ui nhiều con trai em cũng thích lắm nhất, kiểu kiểu tới hết cả mắt lên. À đúng rồi. Xong em cũng rồng mấy mấy anh đẹp trai này kia hết, xong cái đấy là năm đầu thôi, đến năm hai thì bắt đầu thấy chán, xong đến năm ba thì kiểu nhìn nhìn tụi nó chả muốn nói nữa luôn ấy, kiểu ý là quen rồi ấy nên là chả thích nổi. Nên kiểu đến lúc tụi nó tỏ tình với em kiểu nhiều đứa lắm luôn ấy, nhưng mà kiểu ấy là kiểu ấy là thích thì cũng được thôi, nhưng mà kiểu em cứ thích một người thì khoảng tầm 1 2 tuần là em bắt đầu cảm thấy chán ấy, kiểu ấy là cảm giác chưa có gặp được định mệnh ấy À thế anh. à, thế sao con gái ăn thích trai đẹp nhỉ? Nó giống như kiểu là không, thực ra là con gái lúc mà còn lúc mà người 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 ta còn còn kiểu ngây thơ ấy anh, không phải vậy sao nhỉ, còn kiểu nhỏ nhỏ tuổi ấy, thì người ta sẽ thích con trai đẹp trai, nhưng mà lúc lớn lớn như em thì người ta sẽ như em thì em sẽ thích con trai kiểu có tiền có điều kiện hơn. Nó thực ra là nói thực dụng thì cũng không phải, nếu như mà con gái thích con trai nhiều tiền, tại vì kiểu bản năng của người phụ nữ là muốn được đàn ông che chở đúng không, mà trong cái xã hội này muốn được che chở tốt thì người đàn ông phải có nhiều tiền, đấy là quan điểm của em nhé. Thì đừng có nói con gái thực dụng, trong khi con trai có nhiều tiền chúng nó sẽ không bao giờ lấy một đứa con gái xấu, anh hiểu không? Tất nhiên, Đấy chả bao giờ. đấy, thì một đứa con gái xinh nó cũng sẽ không lấy một thằng nghèo, và một một thằng con trai nó nhiều tiền nó cũng sẽ không bao giờ lấy một đứa con gái xấu, em tin chắc là như vậy luôn. Anh nói thẳng luôn là một người con trai giàu không cái không à, có thể sẽ lấy một người con gái nghèo, nhưng mà một người con gái giàu mà không bao giờ lấy một người con trai nghèo, chắc chắn là điều Đúng, là như đúng vậy. rồi, em cũng nghĩ như vậy, tại vì kiểu khi mà giống giống như kiểu là kiểu nó sẽ bị thường ấy, em nghĩ là kiểu trong một gia đình ấy, dù bây giờ là nữ quyền đi chăng mấy thì em vẫn cảm giác em thích kiểu người con trai, kiểu người ta có nhiều tiền hơn mình, kể cả có nhiều hơn một chút cũng được, nhưng mà kiểu cái cảm giác là người ta sẽ bảo vệ được mình ấy. Chứ còn bây giờ trong cái xã hội hiện đại thì con gái cũng kiếm tiền, con trai cũng kiếm tiền thì đâu có ai phụ thuộc ai đâu. Đúng không? Bây giờ anh nghe một cái câu là nếu mà con gái kiếm được tiền ấy, thì người ta sẽ không cần đàn ông, thế lại là như vậy đúng không? Thì bây giờ nhé, con gái có tiền kiếm được tiền rồi là gọi là mình tự kiếm được ra đồng tiền, là không phải dựa dẫm vào ai cả, nói thẳng luôn như thế. Dù mua sắm cái gì nhá, mua gì mới nhất mà tôi tự làm được hết Đúng đấy. rồi. Đấy, tôi có tiền mà, đúng không? Dạ. Bây giờ không không có tiền thì chả làm được cái gì cả. Ra ngoài đường, còn ngại đi ra ngoài đường cơ. Đấy. Mà cái gì? Đầu năm 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 một của em là em yêu yêu được nhiều hay là yêu một người hay là hai người? Thì cái năm nhất á, xong cái em yêu một anh, xong yêu đến hết năm 2 thì bọn em chia tay được 7 8 tháng rồi đấy. Lý do làm sao? Thì kiểu căn bản là cái lúc đầu á, thì kiểu em với anh đấy lúc đầu em vẫn kiểu ngây thơ ấy, kiểu kiểu em vẫn nghĩ là yêu nhau xong rồi hai đứa sẽ kiểu phấn đấu với nhau, xong rồi kiểu ấy là kiểu phấn đấu từ lúc mà kiểu còn là sinh viên á. Thì lúc đấy bọn em kiểu cũng chưa có nhiều tiền ấy anh, thực ra là bạn đấy chưa có nhiều tiền, tại vì nhà bạn đấy thì rất là giàu, nhưng mà kiểu bố mẹ bạn đấy kiểu cũng khá là chặt đấy, nên là kiểu tiền năm đi chơi với em á, lúc nào kiểu hai đứa cũng xe đôi ra hết á, kiểu chia đôi hết luôn á. Chứ em cũng nghĩ cho bạn đó, tại vì em cũng nghĩ là anh đó cũng chỉ là sinh viên nên là kiểu em sẽ không kiểu để cho con trai bao hết đâu. Nhưng mà
đến lúc mà kiểu anh đó thì hơn em 3 tuổi nhá, thì lúc em học năm nhất thì anh đó năm 4, xong kiểu phấn đấu vì nhau quá trời luôn. Xong đến lúc mà em học năm 2 thì lúc đấy em đi dạy được những cái lớp ngon hơn, xong rồi nhiều tiền hơn, kiểu kiểu em dạy những cái người mà kiểu cấp cao lắm luôn ấy, kiểu kiểu toàn là kiểu phó giám đốc với một anh cũng là kiểu giám đốc kỹ thuật luôn á, thì kiểu tiền nó nhiều. Xong rồi anh đấy thì cũng bắt đầu đi làm, thì cái chỗ anh đi làm nhá là kiểu là cái anh giám đốc kỹ thuật bên Jabil là em dạy á, anh đó xin cho anh người yêu em làm luôn ấy, kiểu lương cao quá trời luôn, kiểu lương mới ra trường cũng 15 16 triệu là cũng cao chứ bộ. Xong xong đến lúc kiểu chia tay là do chả vì cái gì hết, kiểu anh có một cái câu nói như này là hãy nhìn vào sự chung thủy của người đàn bà khi mà người đàn ông chưa có tiền, và hãy nhìn vào sự chung thủy của người đàn ông khi mà người đàn ông đã có tiền. Tức là cái kiểu giống như kiểu là khi mà anh chưa có tiền đó, thì cái con người con gái yêu anh sẽ là người chung thủy với anh, nhưng mà chưa chắc anh sẽ chung thủy với họ. Và mình muốn đánh giá người con trai có chung thủy hay không đó, là nhìn vào khi mà người ta có nhiều tiền ấy. Thì cái lúc Ui đấy mọi người. thì khi mà kiểu kiểu anh đấy đi làm, anh đấy bắt đầu có nhiều tiền hơn, thì kiểu 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 bọn em cũng xa cách hơn, xong rồi kiểu cũng không quan tâm đến em rồi thế này thế kia, xong rồi kiểu cãi nhau nhiều. Nói chung là em thì kiểu mặc dù em trẻ nhưng em chắc chắn là kiểu kinh nghiệm sống của em dày hơn anh đó rất là nhiều luôn. Kiểu nhưng kiểu trước khi chia tay thì em cũng nghĩ suy nghĩ phải tầm nửa năm luôn á, chứ không phải là kiểu em kiểu làm, không phải là em kiểu là kiểu bồng bột đâu thực sự luôn. Kiểu nhưng mà kiểu không thể cứu vãn nổi ấy, nên là kiểu chia tay. Xong rồi cũng có sau đấy nhá, nhiều người tốt lắm luôn ấy, kiểu trời ơi tán em kiểu nhiều người tốt ơi là tốt, nhà giàu ơi là nhà giàu. Nhưng mà kiểu kiểu em cứ sợ là kiểu mình bước vào một cái mối quan hệ xong rồi kiểu nó lại đổ vỡ tiếp, xong rồi kiểu mà trong một cái mối quan hệ đổ vỡ em không biết là con trai như nào nha, nhưng mà lúc đó em khóc ròng rã mấy tháng trời luôn á. Và bây giờ để mà bắt đầu yêu lại một ai đó, xong em cứ tưởng tượng là sau này tầm 1 2 năm sau người đó lại kiểu thay đổi, xong cái em lại mất 3 4 tháng trời để khóc, thì kiểu lúc đó em cảm thấy sợ hãi luôn á, cho nên là em không từ đấy là em không chưa có kiểu nhận lời với một ai luôn á. Thế hiện tại bây giờ là em đang sợ là yêu chẳng là sợ đổ vỡ thêm một lần nữa. Ừ, nên là em không có muốn yêu đương gì hết á. Thì anh nói thẳng luôn là trong tình yêu ấy nó có nhiều có kiểu yêu thì giận dỗi giận hờn là cái đấy là không thể tránh khỏi rồi đấy. Với cả người ta bảo là thời gian ấy, thời gian thì nó sẽ chứng minh tất cả đấy, có nghĩa là càng lâu về dài ấy, thì dần dần nó càng chán. Ví dụ thôi, em đọc một quyển sách, em đọc lần đầu tiên là em cảm thấy hứng khởi, nhưng mà đọc nhiều thì nó sẽ thành chán đúng không đấy. Và trong khi đó là ở ngoài kia nó rất nhiều cái quyển sách khác mà nó mới thì đấy thì nó cũng áp dụng vào người thôi. Chẳng hạn đang yêu em chẳng hạn, tự nhiên là anh với em cãi nhau đi đấy, tự nhiên bây giờ anh ra ngoài tự nhiên lại gặp một cái người mà tự nhiên là người ta lại đối xử tốt với mình mà nó cũng thích mình ấy, đại loại là như thế. Thì tự nhiên là mình cảm thấy là nó mình lại nghĩ về cái kiểu là cái cuộc tình cũ của mình ấy, tự nhiên nó và suốt ngày là nhìn nhau hoặc cãi nhau các thứ đấy, xong là kiểu là hai người là không san sẻ không san sẻ được cho nhau nhiều ấy, kiểu suốt ngày kiểu không nghĩ được cho nhau ấy đấy. Tự nhiên là đâm ra cuộc tình đấy nó dần dần nó chán thôi, nó kiểu nó nhạt dần ấy đấy. Thì cái đấy thì không tránh khỏi được. Còn nếu mà bây giờ ấy, thì xã hội bây giờ anh nghĩ là xác định yêu ấy, yêu là phải cưới chứ không mà yêu vớ vẩn thì không nên yêu, thà không yêu hơn, một mình cho thoải mái đấy. Trước anh cũng yêu mà trước anh cũng yêu nhưng mà kiểu là cách đấy chắc một tầm vài tháng thôi đấy, thì cũng yêu nhưng mà anh cũng không phải là còn trẻ nữa nên là anh yêu muốn xác định, nhưng mà kiểu cô ấy thì nói chung là cũng trẻ với cả cũng hơi nghịch một tí, nói chung là gọi là biết biết rượu đấy, đại loại là như thế. Mình cũng xác định rồi nhưng mà mình biết trước là không đến được với nhau ấy thì thà dứt luôn còn hơn đấy. Thì bây giờ đã xác định là đi tiếp thì cũng không được đi được đến đâu ấy, thì tốt nhất là dừng cho đỡ phí thời gian của hai người,
Trước anh yêu một người là 25 rưỡi đấy, xong là kiểu là cãi nhau suốt ngày và là gặp nhau là cãi nhau, nhưng mà kiểu là nó cứ kiểu là một phần là mình cũng nghĩ mình thương họ, mình nghĩ cho họ, tội họ đấy, thì nhà nhà bố mẹ cũng mất hết rồi thì anh có quan trọng cái vấn đề này đâu, nhưng mà kiểu là mình sống cho người, mình nghĩ được cho người ta bao nhiêu mà người ta đối xử với mình nó không ra một cái gì hết. Nhưng mà anh và là anh động lượng, anh nghĩ được cho người ta ấy, nhưng mà người ta không bao giờ người ta nghĩ được cho anh cả đấy, thì mình nghĩ là họ đã còn là thiếu tình cảm gia đình các thứ rồi nên là mình bù đắp các thứ, nhưng mà trái lại thì mình chiều quá thì người ta lại đâm ra cái hư, người ta bảo là chiều quá đâm ra cái hư ấy đấy, à, nghĩa là dù có chuyện gì anh lúc nào cũng bỏ qua, nhưng mà anh có chuyện gì khác thì người ta không bao giờ người ta bỏ qua đâu đấy đấy, thì kiểu như thế sao cuối cùng là đến lúc mà anh không thể chấp nhận được nữa rồi đấy, anh chọn cách rời đi thôi. Anh không là người nói rời đi nhá, mà anh tìm cách để làm để cho cô ấy nói rời đi, chứ anh không nỡ để anh nói là chia tay đấy, thì anh sợ người ta sẽ bị tổn thương vì người ta tình cảm gia đình từ bé giờ nó đã không có rồi, nên là tự nhiên chào là anh với cả cái bản tính của anh không muốn bỏ rơi một ai cả đấy, nên là đôi khi là mình cảm thấy là mình cũng bị thiệt thòi trong kiểu tình yêu ấy, phải là như thế, mình luôn là người biết suy nghĩ nhưng mà chưa bao giờ mình được nhận lại cái đó là từ người khác dành cho mình cả. À, cũng hơi buồn. Thôi là dung. Kiểu em cũng kiểu như vậy, kiểu kiểu mặc dù kiểu như những đứa khác nha, em nói thật như những đứa bé khác nhá, kiểu nó hoàn toàn có quyền kiểu đòi người yêu nó mua cho nó son hay phấn hay là kiểu túi xách hay trà sữa này kia, em không bao giờ em đòi những cái thứ đấy, tại vì lúc nãy em cũng nghĩ là tại vì kiểu người em còn là sinh viên ấy, nên là kiểu em không bao giờ kiểu đòi hỏi một cái gì luôn ấy. Xong rồi kiểu kiểu nói thật luôn, lúc đấy kiểu em còn giàu hơn người yêu em nhiều luôn ấy, tại vì kiểu em còn tự đi làm, còn tự có tiền này kia. Chứ còn kiểu người yêu em thì kiểu một tháng bố mẹ nó cho 4 triệu tiêu rồi ăn uống này kia, thì làm sao mà kiểu có mà dư mà đòi bao em hay cái gì, đúng không? Xong đến lúc mà kiểu cùng nhau vượt qua rất là nhiều thứ, xong nhà ông này thì rất là giàu nha, kiểu kiểu anh tưởng tượng là kiểu bằng tuổi bố mẹ mình, nhưng mà kiểu bố mẹ ông ấy học đại học Bách khoa Hà Nội á, tức là kiểu bây giờ người ta rất là kiểu có điều kiện. Xong nhà thì 4 năm có 2 cái nhà 4 tầng ở Vũng Tàu, nói chung là kiểu em không bao giờ em nhìn vào tài sản của họ, tại vì á, kiểu bản thân em đã tự lập vào đây rồi thì em chả cần tiền của một ai hết luôn á. Sau này em lấy chồng nha, em cũng sẽ kiểu không có dính dáng gì đến tiền nhà em, bố mẹ em cho tiền em sẽ không lấy luôn, kiểu không phải là em nói mồm đâu mà kiểu em tuyên bố thẳng với bố mẹ em rồi ấy, nên là kiểu sau này chồng em, nhà chồng em cũng sẽ không lấy một cái gì. Nhưng mà kiểu ấy là bố mẹ ông ấy thì lại nghĩ là kiểu kiểu em kiểu người nhà ở kiểu ở quê ấy, kiểu không có xứng với ông ấy, trong khi ấy, kiểu kiểu ông bà ấy kiểu chả biết nhìn lại con trai ông bà ấy xem kiểu kiểu đúng kiểu là một người rất là bình thường, không có một cái gì đặc biệt, trong khi đó kiểu việc của ông ấy cũng kiểu một tay do tay em nhúng vào. Xong kiểu cũng chả tự lập, cũng kiểu nói chung là kiểu tại lúc đấy đúng kiểu là lên đại học em mới yêu lần đầu ấy, nên là kiểu em giống kiểu bị sét đánh ấy anh. Chứ còn nếu như bây giờ mà kiểu cho em lựa chọn lại, em cũng lựa chọn lại mà kiểu giống như kiểu là nhìn kỹ cái tính cách của họ thì chắc chắn là em sẽ không có yêu đâu. Nhưng mà kiểu kiểu lỡ rồi ấy, xong Em biết làm sao thì em là cũng gọi là tự lập xa nhà nên là cũng thiếu thiếu gọi là tình cảm ấy, em hiểu chưa, là em bây giờ em đến một cái vùng trời nào đó không có ai cả, em ở một mình nữa đấy, thì tất nhiên là cái tình cảm là lúc nào cũng phải thiếu rồi đấy, vì xa bố mẹ cũng không được bố mẹ chăm sóc quan tâm, tự mình đi học tự mình kiếm tiền các thứ thì nó cảm thấy nó bị lạc lõng lắm, anh nói thật. Cái đấy thì anh hiểu. Còn cái vấn đề mà nhà kia mà nghĩ em như này như kia ấy, thì em dừng anh nghĩ là đúng. Anh nói thật luôn ấy. Vì bây giờ
Nếu mà anh mà trong trường hợp với em, anh biết mà người ta nghĩ anh như thế á, thì không bao giờ có chuyện anh quay lại luôn, nói thẳng luôn là như đấy. Còn không biết em thế nào, nhưng mà nếu mà anh là cái đấy thì anh không chấp nhận được đấy. Cái đấy là mình phải biết em đến nhà người ta đối xử với em như thế nào đấy. Kiểu đến kiểu cái lúc mà em đến nhà anh, kiểu họ kiểu kiểu em anh tưởng tượng nhé, là cái hôm mà cái ông đó tốt nghiệp với anh, thì cái lúc đó em với ông đã yêu nhau được 2 năm rồi đúng không? Thì đáng nhẽ là tốt nghiệp là một cái ngày rất là quan trọng đúng không? Anh có biết không, em chọn váy nguyên cả một tuần luôn, xong ông cũng biết nha. Xong cái đúng cái hôm mà ông ấy tốt nghiệp thì cái điện thoại em nó bị vỡ, nó rớt cam á, nên là nó không chụp ảnh được. Thế là có nhờ bố mẹ ông ấy chụp. Xong là đến cái lúc mà bố mẹ ông ấy đi về Vũng Tàu rồi, xong bố mẹ ông ấy gửi ảnh cho ông trên Zalo, gửi cả 1.000 bức ảnh luôn, chụp ông ấy chứ chụp bạn ông, rồi xong chụp với lớp ông các thứ mà không hề có hình của em luôn á anh, không hề có một cái luôn á, kiểu là biết người ta ấy em như nào. Xong rồi trước cái hôm bố mẹ ông lên á, ông tại vì em rất là thích làm bánh ngọt mà em làm rất là ngon, kiểu tình cảm em còn làm bán cho lớp em luôn mà. Thế là ông ấy có nhờ em là kiểu làm để kiểu giống kiểu biếu bố mẹ ông ấy để lấy lòng ấy. Kiểu em lúc đấy em rất là khó chịu, tại vì kiểu căn bản là em nghĩ là chả việc gì em phải lấy lòng hết á. Nhưng mà kiểu kiểu thôi, nếu mình đã nói vậy thì em cứ làm. Mà lúc đó em đi dậy về đến 9 giờ nhá, em làm cái bánh hì hục đến 12 giờ đêm luôn anh. Xong sau á cái người ta kêu là thôi nhiều đường ăn bánh ngọt không tốt cho sức khỏe, không thèm lấy luôn đó anh. Kiểu kiểu Sang nghĩa em kể cả người ta không ăn, người ta nhận là cũng gọi là để cho mình vui rồi, nhưng mà đây người ta không biết kiểu lại hết. Thì bây giờ mình đã mất công mình làm như thế rồi, nhận thì cứ nhận thôi, ăn hay không hoặc là cho ai đấy là việc của người ta, nhưng mà ban đầu là muốn để cho người khác vui ấy, thì mình phải nhận để người khác vui. Như kiểu là lời nói cũng mất tiền mua, lần nào mà nói cho vừa lòng nhau là cái câu nói của mình ấy, mình cũng kể cả là mình không muốn nói đâu, nhưng mà chẳng hạn mình đôi khi sự thật là nó không là như thế, nhưng mà mình nói để cho người ta vui đã đấy, đại loại là như thế. Còn xác định là yêu nhau với con trai như thế, là biết như thế rồi mà không nhận như thế, anh nghĩ là họ cũng không thích em đâu. Thì họ không thích em thật mà, kiểu căn bản là họ nghĩ là kiểu nhà họ ở thành phố ấy anh, trong khi kiểu họ không hề biết được là kiểu kiểu em ở lớp, em nói thật luôn, kiểu nhiều đứa nó kiểu có đứa là thủ khoa IT của trường em, có đứa thậm chí kiểu bố nó là kiểu phó chủ tịch tập đoàn này thành công luôn á, kiểu đầy đứa nhà nó rất là giàu, tán em còn không không để ý luôn á. Tại vì kiểu đối với em, tại vì em học khoa liên kết quốc tế á, là cái khoa đấy là toàn mấy đứa nhà giàu học, nên là kiểu đối với em kiểu nhiều tiền hay ít tiền nó cũng y như nhau à. Kiểu em chả quan trọng đâu, nhưng mà kiểu tại vì người ta nghĩ như vậy rồi, em thấy em nghĩ là kiểu giờ nghĩ lại em thấy kiểu ngày xưa kiểu em kiểu yếu đuối, em không có phản kháng lại được ấy. Xong người yêu em thì cũng nhu nhược nữa, tại vì kiểu lúc đấy ông ấy chưa có đi làm nên là ông ấy chưa có tiền, nên là kiểu bố mẹ ông ấy nói sao ông ấy không bao giờ dám bảo vệ em trước bố mẹ ông á. Thì bây giờ không bảo vệ, bây giờ bảo vệ em thì bố mẹ không cho tiền thì sao? Ừ thì đó. Thì Nói chung là người đàn ông bản lĩnh người ta sẽ gọi là người ta che chở cái người con gái của mình ấy, ở bên cạnh mình ấy, lúc khó khăn gian khổ các thứ. Nói chung là mình không nghiêng về ai cả, nói chung là ai sai là người đấy phải chịu chứ không nghiêng về ai cả đấy, thế thôi. Đấy mới là người đàn ông gọi là xứng đáng. Kiểu bây giờ chẳng hạn mẹ làm sai, à quên, mình em làm sai tự nhiên là kiểu là cứ kiểu là làm gì có lỗi với mẹ, thì cái đấy thì không bao giờ mà được che chắn cả, vì em sai hoàn toàn. Thế nên là sai là người đấy phải chịu chứ không phải nghiêng về một ai cả. Nếu kiểu là như kiểu di hòa vi quý ấy, mình cứ làm gì cho êm là được đấy. Trong gia đình cũng thế thôi, như kiểu là mẹ chồng con dâu đấy, à, là cãi lộn nhau thì mình cứ cố gắng để gọi là di hòa vi quý, nhưng mà không được phép kiểu là ấy, không phải là gia trưởng hay không đâu, nhưng mà cái gì đúng thì thôi ấy. Đấy thế bây giờ ví dụ đi, con dâu thì nên chửi mẹ đấy, như thế thì có chấp nhận được không? Không. Không bao giờ được. Đấy
Thì cái đấy thì mình cũng phải gọi là tình đốn đấy. kiểu em thả luôn là kiểu em không có kiểu một cái ý nào xúc phạm luôn nhá, kiểu thậm chí nhá là kiểu mẹ ống ấy không thích em đúng không, nhưng mà em lúc nào em cũng nói với ống ấy là kiểu lúc nào cũng phải tôn trọng với bố mẹ ống ấy, tại vì kiểu em theo đạo Phật xong kiểu em ăn chay trường ấy anh, xong kiểu em nói thật luôn kiểu em đi làm một tháng không bao nhiêu tiền hết nữa, có 5-6 triệu rồi, nhưng mà kiểu lúc nào tháng nào đều như vắt chanh, kiểu em cũng kiểu kiểu bỏ ra 10% số lương, kiểu có thể là 1 triệu đối với anh nó không nhiều nhưng mà đối với em nó là gần bằng một tháng ăn của em luôn á, kiểu em vẫn kiểu làm bánh mì chay để kiểu đi phát cho mấy người vô gia cư anh, kiểu nói chung là kiểu không phải là kiểu khoe mẽ hay gì đâu, nhưng mà kiểu lúc em không có bao giờ có một cái ý nghĩ ghét ai, thậm chí đến bây giờ nha em cũng không hề ghét bố mẹ ông á, nhưng mà kiểu em không hiểu là tại sao kiểu em đã làm những cái gì mà kiểu người ta lại kiểu kiểu thái độ ra mặt với em như vậy luôn, thực sự luôn. Nên là kiểu sau này kiểu kiểu anh là con trai, kiểu kiểu anh với em đang nói chuyện thôi nhá, thì kiểu em mong là kiểu anh trước khi mà anh lấy vợ ấy, thì anh nên nói chuyện với mẹ anh. Em biết là kiểu không phải là cái người nào ở ngoài Bắc cũng như vậy, nhưng mà cái mẹ người yêu em cũng là kiểu người Hải Phòng với anh, xong kiểu người ta em không biết nữa, nhưng mà kiểu như đến bà ngoại em hay bà nội em nhá, như đến bà nội em với mẹ em nhá, cũng kiểu giống như kiểu là từ mắng nhau không nói chuyện nhau nữa. Em nói thật, tại vì kiểu kiểu bà nội em kiểu giống như kiểu là kiểu quá đáng với mẹ em quá ấy. Xong cái mẹ em với bố mẹ em kiểu mới đẻ em được 2 tháng là bố em không thể nhìn nổi, không bố mẹ em kiểu mua đất ra ở riêng luôn á, xong rồi lại đến kiểu em mẹ em là còn cãi lại bà nội em, chứ còn em như em á là kiểu em theo đạo Phật ấy, kiểu em không có tính toán mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu, thực sự luôn á. Nhưng mà kiểu anh là đàn ông, sau này anh cũng sẽ lấy vợ, thì kiểu 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 anh đừng có để cái tình trạng là kiểu kiểu mẹ anh bắt nạt vợ anh ấy, kiểu thực sự luôn là bây giờ con gái người ta cũng đi làm cũng vất vả đúng không, về nhà còn phải kiểu lo cho nhà chồng, xong rồi nấu cơm rửa bát các thứ thứ, kiểu ý là bây giờ anh nếu mà sau này anh xác định anh lấy một người con gái thì anh phải đem lại được cái hạnh phúc cho người ta, chứ không phải là kiểu lấy về để mà làm ô sin nhà anh, kiểu em cực kỳ ghét cái suy nghĩ là kiểu con gái lấy về là bắt buộc có nghĩa vụ là phải kiểu hầu hạ nhà chồng, em cực kỳ ghét cái kiểu như vậy luôn, em mà như vậy thà em không lấy chồng còn hơn, em nói thật luôn. Đúng rồi, nên là anh nhá, anh kể cả bạn bè anh về nhà chơi như kiểu là người yêu chẳng hạn, người yêu ấy thì về nhà chơi nhá, không bao giờ anh dám kiểu là ra thái độ của người ta, lúc nào mẹ anh cũng niềm nở vì tính của mẹ anh là rất là thoải mái, em hiểu chưa? Đấy, với cả anh nữa, anh cũng gọi là nói được nữa, em hiểu chưa? Chứ không phải là anh lúc nào anh cũng nghe theo mẹ anh đấy. Thế là kể cả bây giờ anh ví dụ anh yêu em đi đấy, anh dẫn em về, không bao giờ có cái chuyện mà mẹ anh là gọi là ra mặt hoặc là ghét em ngay trước mặt cả, hoặc là như thế nào cả đấy. Kể cả sau lúc mà đi về thì nói là kiểu là ừ thì đứa này kiểu là mình nói gọi là nói thật lòng với nhau ấy, là đứa này nó thế nào thứ kia ấy đấy, xem có tốt hay không ấy, là ưng hay không ấy. Nếu mà không ưng, kể cả anh chẳng hạn anh yêu em đấy, thì kể cả anh yêu em thì đấy là việc của anh, chứ không phải là của anh yêu em là vì anh, không phải là vì bố mẹ anh đấy. Thì nói chung là quan trọng bây giờ là người đàn ông đấy, người ta là có gọi là lập trường hay không đấy, nó phải có lập trường đấy. Kiểu bây giờ là anh đang yêu em 2 năm đi hoặc 3 năm đi, mà tự nhiên mẹ anh đùng cái bảo là tao không chấp nhận cho mày lấy đâu, nhưng mà không bao giờ có chuyện anh từ bỏ, nói thẳng luôn là như thế. Vì chẳng hạn hai đứa đang yêu nhau tự nhiên để vì nói là bố mẹ là không thích thì làm sao có chuyện mình bỏ được, đấy là tùy vào mỗi người, em hiểu chưa? Chứ không phải là ai cũng thế, ai cũng thế có mà chết à. Đấy, nói chung là cái mối tình đấy em dứt là anh nghĩ là hợp lý, vì ở ở cái cuộc sống này nó có rất nhiều người luôn, có rất nhiều người tốt luôn đấy, vì em xứng đáng được nhận điều đó, em xứng đáng được nhận điều đó thôi, không phải khóc đâu. Kiểu tôi nhắc lại
Thôi không không có gì phải buồn. Ai cũng có một cái khoảnh khắc buồn mà, nhưng mà nỗi buồn nào nó cũng sẽ qua đi thôi. Mình tiếc cái là mình sống không có lỗi với ai cả, nhưng mà người ta lại sống có lỗi với mình ấy. Đấy. Nên là đôi khi mình cảm thấy là nó bị bất công một tí. Anh cũng thế mà. Đôi khi anh nghĩ kiểu anh không phải con gái, nhưng mà đàn ông thì cũng biết buồn mà. Là nhiều khi là nó sẽ gọi là buồn mình lại chôn vùi vào một cái chỗ khác. Mình giải tỏa ấy, em hiểu chưa? Đấy. Nên là em cố gắng là em cứ quên đi, vì coi như là đấy là gọi là một cái bài học cho mình đi. Đấy, để sau mình sẽ như kiểu là một tình sau ấy, thì mình sẽ gọi là cho nó hoàn thiện hơn, thì mình suy nghĩ chín chắn hơn ấy. Đấy, vì cái thời trẻ ai cũng từng trải qua như vậy rồi mà. Thì sai thì mình sửa. Thế thôi. Còn cái đấy coi như là một cái bài học ở trong cái cuộc đời của mình đi. Đấy. Thì em bây giờ em vẫn còn trẻ mà, chứ không phải là 30 hay là như nào cả. Vì bây giờ em cũng hai mấy tuổi rồi, nó cũng còn trẻ mà. Mình còn nhiều cái tương lai về sau lắm. Đấy, nói thẳng là như thế. Hồi xưa thì kiểu là thất tình các thứ, xong là lại cắt tay cắt chân thì cái đấy thì em được cái điều đấy nhá. Không, em không có kiểu vậy đâu. Anh biết em là người con gái mạnh mẽ mà, vì cái kiểu sống của em, nếu mà là anh ấy, anh mà gặp người như em thì chắc là anh lấy lâu rồi ấy, anh nói thật. Thì anh thích người con gái mà nó kiểu là nó biết suy nghĩ cho mình ấy. Đấy, dù người ta có như thế nào, chỉ cần người ta gọi là biết suy nghĩ này, chín chắn này, đấy, tất cả thế thôi, chứ mình không quan trọng cái ngoại hình hay là gọi là nhà người ta như thế nào cả, chỉ cần là người ta đối tốt với mình, với cả người ta biết suy nghĩ là một tí là được, thế thôi. Cái khu chọn người của anh nó đơn giản, nó không phải là, nhưng mà nhiều người ta cứ nghĩ anh là phải chọn chân dài các thứ. Như kiểu ví dụ sáng nay này, có cái con bé nó nhắn tin cho nó bảo là nhìn anh giống bad boy vậy, nhìn đẹp như thế này thì nghĩ là giống bad boy lắm, và đùa chứ đang ế mốc mồm ra giờ lại bảo như thế thì cứ đùa, nghe câu chán đời luôn ấy. Kiểu em thì lại nghĩ là kiểu bây giờ con trai người ta sẽ thích kiểu con gái mà kiểu kiểu tiểu thư, xong kiểu Không. không, anh biết không, kiểu con gái nhá, càng càng kiểu vụng về, càng không biết làm thì kiểu sẽ càng được con trai cưng chiều á. Còn như em á, kiểu kiểu cái gì em cũng làm được, em nói thật luôn, kiểu đến cơ khí em còn nhào tay vào được, nấu ăn em nấu ăn ngon ơi là ngon luôn á, chả có cái Ôi, gì em thích chả làm được luôn á, chả có gì là không làm được. Nhưng mà kiểu như thế thì kiểu người con trai người ta lại kiểu không có nâng niu mình ấy, giống như kiểu là à. giống như kiểu là không có họ thì mình vẫn sống được, nên chả việc gì họ phải nâng niu mình như là công chúa ấy anh. Con gái là để che chở, phải được che chở. Chứ bây giờ mà em làm hết phần của người ta thì người ta nghĩ là điều đó là được đương nhiên, thì em mạnh mẽ như thế rồi thì người ta che chở gì nữa, đúng không? Đấy, nên là đôi khi là mình cũng phải là con gái, là không, đừng cố gắng là gọi là dựa dẫm vào ai cả. Kể là mình đôi khi ấy, mình đừng mạnh mẽ quá, mình đôi khi mình phải cần cái sự gọi là quan tâm dựa dẫm của người ta nữa. Đấy, chứ ví dụ là cái nào em cũng làm được rồi thì sau này thì người ta cũng nghĩ là ừ thôi em làm được rồi, thì người ta cũng không làm cho em nữa, đúng không? Đúng không? Thế là đôi khi là mình cứ giả vờ là mình không biết một tí đi. Đấy. Mình đôi khi là phải có thử chứ. Em có thử không? Kiểu không. Đôi khi là mình phải thử một tí em ạ. Đấy. Mình phải thử để xem là người ta như thế nào. Đấy là coi như là mình thử thách tình yêu ấy, đại loại là như thế. Nhưng mà thôi, nói chung là nói tóm gọn lại là anh cái đấy, cái mối tình đấy anh nghĩ là nên bỏ qua đấy. Còn mình sẽ cố gắng gọi là về sau là mình sẽ
coi như là cái lần này lỗi lầm đi, lần sau thì mình sẽ gọi là cố gắng để chọn lựa kỹ hơn đấy. Đấy, dù người ta không, đây nhá, dù người ta giàu nhá, nhưng mà em có đảm bảo là 10, người ta có 10.000, người ta cho em cả 10.000 không, hoặc là 9.000 không? Đấy, có người người ta không có tiền nhưng mà người ta có 10 đồng, người ta sẽ cho em 10 đồng luôn, hoặc là 9 đồng luôn. Đấy, em chọn cái nào? Không phải là không có tiền, nhưng mà anh nghĩ là con trai là phải lên có tiền mới bắt đầu yêu đấy, chứ không có tiền mà lúc nào cũng mõm miết trên răng rồi các tút thì cái đấy là anh cũng không bao giờ anh thích đấy. Anh là con trai thật, nhưng mà những cái thằng nào mà hay mõm mõm là anh không thích đâu đấy. Thì con gái cũng vậy thôi, thì cứ bảo là con gái thực dụng nhưng mà không phải, là cần nên có những cái đấy để gọi là sau này mình còn lo được cho vợ con cái đấy. Chính là vì do làm sao mà đến tầm này là anh chưa lấy vợ, một phần là do là anh từ lúc anh đi học xong ấy, anh đi làm suốt ngày luôn ấy, anh không chơi bời một cái gì cả, nói chung là thi thoảng buồn buồn thì đi uống rượu uống bia để giao lưu thôi, xã hội thôi, em hiểu chưa? Đấy, chứ anh không chơi bời một cái gì cả. Suốt ngày đi làm, một tháng có 30 ngày, có thể anh làm lên đến 32 ngày, 32 công đấy, chứ không phải thế đâu. Đấy, còn tăng ca các thứ nữa. Đấy, em bảo là cái thời gian đấy anh đi làm như thế thì anh chơi bời cái gì, đúng không? Đấy, người ta cứ bảo là xa tầm tuổi này còn chưa lấy vợ các thứ, bảo là cháu cũng mải kiếm tiền quá, kiểu là anh nghĩ về tương lai luôn ấy, em hiểu chưa? Là nghĩa là sau này nó có tiền thì vợ con nó sẽ không phải khổ đấy. Đến cái tầm này rồi muốn lấy vợ rồi nhưng mà nó lại quá đà rồi, đại loại là như thế, đâm ra là cảm thấy nó chán ấy, kiểu là mình đã quen với cái cuộc sống đi làm hàng ngày xong là không chơi bời gì cả. Vì nói thẳng luôn là con gái bây giờ nó cũng thích kiểu là đàn ông biết chơi một tí, đúng không? Vì không thích kiểu good boy các thứ ấy đúng không? Và Tùy tính chứng tùy sai cả, tính không nhận sai cả. tùy thôi, em chả thích mấy đứa bad boy đâu, À thế à, kiểu giống thế kiểu là đi làm về đã đủ mệt rồi, kiểu chỉ muốn những cái khoảnh khắc kiểu bình yên thôi ấy, chứ giờ mà còn kiểu bad boy là thử nó lăng nhăng gái gú xong rồi đánh ghen này, cái em mệt mỏi, yêu nhau thế thà đừng yêu còn hơn. đúng rồi, thế nên là đấy là tùy mỗi người đấy, đấy là em khác. Còn đấy, còn những cái người con gái mà kiểu hơi chơi chơi đua đòi một tí ấy, thì người ta lại thích những cái người là hơi chơi chơi một tí. Nói chung là người người như mình ấy đấy thì lại thích kiểu là như kiểu là lùi nào úp vung đấy ấy. Đấy là thế, là người tốt là người kiểu là good boy với cả good girl ấy, nó hợp với nhau. Còn nếu mà good girl thì gặp good boy thì à quên, good girl mà gặp bad boy thì cũng hơi mệt đấy nha là chỉ bị lừa thôi đúng rồi. Thôi coi như là xì xóa đi, coi như là xì xóa đi. Đấy là một cái gọi là một cái trải nghiệm của mình của cái tuổi trẻ đi đấy, thế thôi. Còn nói chung là cũng tiếc mà 2 năm rưỡi thì anh còn, nhưng mà lúc đấy này một thời gian sau thì chẳng hạn nó bẵng đi thôi, một tuần, một tháng, 3 tháng mà không nói chuyện với nhau thì tự nhiên nó dần dần nó sẽ quen với cuộc sống của mình đi à. Thật đấy, ban đầu thì nó hơi khó thôi nhưng mà vài tháng thì anh nghĩ là cũng quên hết à. Anh bây giờ thực chất là anh cũng quên rồi, nên là bây giờ Anh kể cả tính người ta tính tính ra kiểu con trai nhanh quen quá hả? không phải nhanh quên đâu, anh là tính anh là anh yêu rất là lụy luôn, thật anh riêng với anh luôn, anh yêu rất là lụy luôn. Anh ban đầu anh không bao giờ anh quên được, thật nói thẳng luôn, đến hiện tại bây giờ mình cũng hơi nhớ nhớ thôi, nhưng mà mình biết họ có người khác rồi nên là mình tự nhiên mình nghĩ là thôi thì chúc cho họ hạnh phúc thôi. Mình thì nói chung là mình bây giờ mình chưa có ai chẳng hạn đấy, nhưng mà mình gọi là mình xứng đáng, mình bỏ cái tình yêu ra nó không lãng phí, thế thôi đấy. Chứ không phải là tự nhiên chia tay người này để tìm người khác để lấp đầy cái khoảng trống ấy, thì cái đấy là đấy, thời trẻ thì mình không nói, nhưng mà đến cái tầm tuổi của anh bây giờ nhé, anh không muốn yêu nữa cơ, kiểu ông sợ phải kết thúc một mối quan hệ ấy.
Đúng. Nên là lúc mà chia tay xong nó buồn lắm, thật nó cảm thấy nó cảm thấy nó đau lắm. Đấy là lúc nào lên TikTok cũng thấy kiểu là mấy cái bài buồn 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 buồn, như kiểu nó biết cái tâm trạng của mình như sao ấy. Với là lúc AI, nó là lúc trí tuệ nhân lúc tạo. lúc yêu thì toàn mấy cái bài kiểu là buồn buồn, à quên, Vui vui. lúc yêu toàn mấy bài vui vui, còn lúc buồn phát là vào TikTok toàn cái bài kiểu chia tay xong là bảo là em có người khác rồi, anh tuyệt vời. Thôi đi, tao rửa mặt các thứ xong là tắm giặt ăn cơm đi nhá. Cố gắng đi, không nghĩ gì nữa, em mà buồn này là anh dỗi em Đợi em gửi bài cho anh nha. đấy. Ok bây giờ anh cũng đi có việc một tát nhá. Ừ, em ăn uống nghỉ ngơi.